Cuộc họp báo phóng viên toàn cầu của nhà họ Lục đã sắp bắt đầu nhưng cả ba thiếu gia nhà họ Lục đều chưa có mặt. Có chuyện gì vậy? Anh em nhà họ Lục đến rồi. Lúc này một nhà ba người Tiêu Soái bước vào. Lục Nam Trầm gia chủ nhà họ Lục. Lục Dịch Trạch ảnh đế đỉnh lưu. Lúc này người người xô đẩy nhau chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của cả ba vị thiếu gia. Lục Vân Thanh một luật sư nổi tiếng. Anh Lục Dịch Trạch, sau 3 năm anh lại một lần nữa giành được danh hiệu ảnh đế. Xin hỏi bây giờ anh có cảm nghĩ gì vậy? Anh Lục Nam Trầm, cho hỏi chuyện tập đoàn Lục Thị lại một lần nữa bước vào thị trường. Thì người anh muốn cảm ơn nhất là ai? Ba anh em chúng tôi có thể đứng ở đây lần nữa đều phải cảm ơn một người. Không có cô ấy thì sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay. Cô ấy chính là em gái của chúng tôi. Chính là chị. Anh hai, anh hai, anh ba, anh út. Cuối cùng em cũng tìm thấy ba người rồi. Đúng là huynh muội tình thâm mà. Cảm động quá đi mất. Chị Hạ Thiên Kim của nhà họ Lục. Bọn họ bây giờ đang quay lại giống như trước đây. Xem ra sau này sẽ không có ai ăn cơm mình nấu nữa rồi. Cẩn thận, chị Hạ vì để cứu một người đàn ông xa lạ mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Chuyện gì vậy chứ? Cuộc đời của mình còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? À, cô là ai? Em, anh hai, em là em gái Tiêu Tiêu của các anh mà. Lục Tiêu Tiêu con gái nuôi của nhà họ Lục. À đúng rồi. Chính là người mà ngay khi nhà họ Lục chúng tôi bị phá sản thì đã vội vàng phân chia tài sản. Sau đó đã biến mất 3 năm. Không phải em phân chia tài sản cho riêng em, mà là em đang bảo vệ tài sản của chúng ta. Anh nhìn đi, em đã mang tiền quay trở lại rồi đây. Em không hề tiêu một đồng nào trong này cả. Bây giờ có tăng chứng vật chứng đầy đủ. Người đâu mau bắt cô ta đi. À anh út, em chính là em gái của các anh đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ấy không phải em gái của các anh sao? Em gái sao cô ta cũng xứng chắc? Cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô ơn khi nhà họ Lục chúng tôi gặp khó khăn thì ném thêm một tảng đá mà thôi. Chúng tôi chỉ có một em gái duy nhất. Con bé chính là chị Hạ. Trước đây chúng tôi đã bị đứa con gái nuôi này làm cho mờ mắt. Chúng tôi đã nợ em chị Hạ quá nhiều. Mãi cho đến khi nhà họ Lục bị phá sản, chúng tôi mới sáng mắt lên nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ dùng tất cả những gì chúng tôi có để bù đắp cho em gái chị Hạ. Để em ấy trở thành người em hạnh phúc nhất trên đời này. Thôi được rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm với em gái thôi. Có chuyện gì vậy anh hai? Ba anh em vội vàng rời đi. Em ơi em ơi. Em ơi em tỉnh lại đi. Em gái anh trai sai rồi mà. Anh trai sai rồi mà em gái. Tại sao? Truyền thuyết kể rằng mỗi khi mèo đen mở miệng ra kêu một lần thì trên thế giới sẽ có một người sống lại. Con trai con mau vào đi. Cô ta đã bị mẹ chuốc thuốc mê rồi. Mình đây là đang quay lại 5 năm trước sao? Em yêu ơi! Chị Hạ ơi là chị Hạ. Trần Thế Hảo con trai độc nhất của nhà họ Trần. Nếu như cô đã sống chết không muốn kết hôn với tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi động phòng với cô. Ha 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 ha. Hửng nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Nhưng mà như thế cũng tốt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cô. Tôi chắc chắn sẽ làm cô sướng. Trần Thế Hảo, tôi hỏi anh một câu. Nhà họ Trần các anh từ đầu đến cuối đã từng coi tôi là con gái chưa? Chị Hạ à, không phải cô thật sự nghĩ rằng nhà họ Trần chúng tôi thiếu một đứa con gái như cô à? Lúc đầu mẹ của tôi nhặt cô về cũng là để khi cô lớn lên sẽ làm cô dâu của tôi. Không thể phủ nhận ánh mắt của mẹ tôi cũng tốt thật. Từ bé tôi đã thấy cô rất xinh xắn rồi. Khi lớn lên lại càng xinh đẹp. Tôi không nên ôm những hy vọng xa vời. Cô nên chấp nhận sự thật từ lâu rồi. Phù sa sẽ không chảy ra ruộng của người ngoài. Tôi cũng sẽ không để người đàn ông khác có được cô. Cô chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi thôi. Ồ ha ha. Nếu như mấy người đã không coi tôi là người nhà, vậy thì tôi cũng sẽ không việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Đừng đừng. Kiếp trước anh út đã cứu tôi.
Kiếp này tôi không cần ai cứu nữa. Tôi sẽ tự sống cuộc đời của chính mình. Con trai con có sao không? Con trai. Con đàn bà này. Mày vậy mà lại dám đánh con trai tao. Bà động tay động chân thử xem. Mày là cái con vô ơn. Mày muốn tạo phản nhà tao à? Tao nuôi mày lớn. Mày lại muốn giết tao. Nuôi tôi sao? Trần phu nhân. Mấy năm nay tôi ở nhà họ Trần. Bà và con trai bà đã từng nấu một bữa cơm nào chưa? Đã từng phải động vào một việc gì trong nhà chưa? Tất cả những gì mấy người có bây giờ, có cái gì không phải do tôi đi làm kiếm được không? Bà nói bà nuôi tôi. Tại sao bà lại có mặt mũi nói ra câu này vậy? Đó đều là chuyện mày nên làm. Chẳng nhẽ mày muốn ăn không uống không ở nhà họ Trần chúng tao à? Nếu không có tao thì giờ này mày vẫn đang ở cô nhi viện rồi. Tôi biết, vậy nên bây giờ tôi đang nghĩ. Nếu không có bà thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi có thể ở cô nhi viện cả đời. Còn hơn là ở trong cái gọi là nhà này. Bị người gọi là người nhà này hạ thuốc. Mày muốn làm cái gì? Nếu mày thật sự giết tao, mày sẽ phạm pháp đấy. Ồ, thì ra bà cũng hiểu pháp luật. Vậy tại sao trước khi tôi thành niên bà lại ép tôi phải làm việc? Lúc bà hạ thuốc tôi bà không nghĩ đến pháp luật sao? Lúc đó mẹ thật sự bị trời xui đất khiến. Mẹ thật sự biết sai rồi mà. Con hãy nể tình bao nhiêu năm nay chúng ta ở với nhau mà hãy tha cho mẹ đi. Đây là hợp đồng nhận nuôi. Cô hãy thả con trai tôi ra đi. Tốt lắm. Còn về phần căn nhà này. Căn nhà này là của nhà họ Trần chúng tôi. Tôi không cần căn nhà này nữa. Để lại cho bà dưỡng già vậy ha. Từ hôm nay trở đi. Chỉ hạ tôi và nhà họ Trần mấy người. Ai đi đường ấy. Sẽ không bao giờ có liên quan gì tới nhau nữa. Ừ. Chỉ hạ xinh đẹp rời đi. Mẹ mẹ cứ như vậy mà cho cô ta đi à. Mẹ đã nói sẽ để cô ta làm vợ con mà. Con không thấy ánh mắt của cô ta sao? Cô ta điên rồi. Cô ta thật sự sẽ giết chúng ta đấy. Không phải, con còn chưa ngủ được với cô ta nữa. Con trai, chuyện này con không cần lo. Đứa con gái như cô ta không có gì trong tay. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ quay lại cầu xin chúng ta thôi. Thôi được rồi, con mau ngồi xuống đi. Để mẹ băng bó vết thương cho con. Chị Hạ, từ hôm nay trở đi cậu hãy sống cho bản thân mình. Cô chính là chị Hạ sao? Anh Út. Vị tiên sinh này anh nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người sao? Chị Hạ, 18 tuổi, cao 1m65, nặng 42 cân. Nhóm máu O. Không cần phải đọc nữa. Tôi chính là chị Hạ. Tôi là Lục Vân Thanh, từ trước đến nay chưa từng phạm sai lầm chuyện gì. Thông qua kết quả xét nghiệm ADN, cô có quan hệ huyết thống với nhà họ Lục. Cũng có nghĩa là cô chính là em gái của Lục Vân Thanh tôi. À chị Hạ, cuối cùng chúng em cũng tìm thấy chị rồi. Đây là kết quả giám định huyết thống do nơi có thẩm quyền cấp. Nếu như cô không tin, có thể tự làm một bản khác. Mọi chi phí sẽ do nhà họ Lục chi trả. Đương nhiên tôi thấy cô không có lý do gì để không tin cả. Tôi tin, vậy thì được rồi. Về nhà họ Lục thôi, tôi tin, nhưng tôi sẽ không về nhà họ Lục với anh. Lê Mặc Diên, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lê Thị. Tổng giám đốc Lê, đây chính là kết quả phân tích của hàng trăm chuyên viên kinh tế trong vòng một tháng. Anh vẫn không yên tâm sao? Mặc dù 2 năm nữa có khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính nhưng xác suất đó cực kỳ thấp. Trần Bình, trợ lý của Lê Mặc Diên, có thể nói là không đáng kể. Thật sự không đáng kể không? Tôi tin nhưng tôi từ chối về nhà với anh. Từ chối sao? Tôi có thể hiểu là do cô không muốn nhận chúng tôi nên mới từ chối không? Không sai, tôi chính là có ý đó. Mặc dù tôi rất cảm kích mọi người luôn nhớ đến người em gái như tôi. Nhưng mà bao nhiêu năm nay không gặp rồi. Chúng ta chỉ giống như người xa lạ với nhau. Không có gì đặc biệt hơn cả. Vậy nên chúng ta cũng không cần thiết phải nhận người thân. Chị Hạ. Sao chị có thể nói vậy được chứ? Dù sao chị với anh Út cũng là máu mủ ruột thịt. Anh đồng ý với những gì cô ấy nói. Dù huyết thống có gần gũi đến đâu cũng không bằng người từ nhỏ đã ở bên cạnh. Chị Hạ, tôi ủng hộ quyền tự do lựa chọn của cô. Chỉ là có vẻ cô không hiểu nhà họ Lục cho lắm. Hãy để tôi giới thiệu cho cô về tình hình của Lục Thị. Tình hình của nhà họ Lục như thế nào? Không liên quan gì đến tôi. Cứ coi như anh chưa từng thấy tôi đi. Tập đoàn Lục Thị nằm trong top 500 toàn thế giới. Ở thành phố Vân Chỉ đứng sau tập đoàn Lê Thị. Dựa vào tốc độ phát triển hiện nay, chưa đến 2 năm chúng tôi đã có thể theo kịp nhà họ Lê. Thậm chí là vượt qua nhà họ Lê. Bây giờ cô có còn từ chối quay về nhà họ Lục không? Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút. Chiến lược tài chính hiện tại của tập đoàn Lục Thị đã quá cực đoan. Vẫn mong rằng anh Lục Vân Thanh có thể truyền đạt lời này đến anh hai tổng giám đốc Lục Thị Lục Nam Trầm của anh.
Nếu không chưa đến 2 năm chắc chắn tập đoàn Lục Thị sẽ gặp rắc rối lớn. Cực đoan, 2 năm, rắc rối lớn. Đây là lần đầu tiên có người dạy bảo người nhà họ Lục đấy. Anh út chị Chỉ Hạ đi mất rồi kìa. Chúng ta mau đuổi theo chị ấy, gọi chị ấy quay lại đi. Đi thôi, không cần nữa. Chúng ta cũng không cần cưỡng cầu người ta làm gì nữa. Nhưng mà dù sao chị Chỉ Hạ cũng là đại tiểu thư của nhà họ Lục. Chưa cần nói đến việc cô ấy chủ động từ chối. Cho dù cô ấy có về nhà họ Lục thì vị trí đại tiểu thư nhà họ Lục cũng sẽ không đổi người. Em đã hiểu chưa Tiêu Tiêu? Anh út anh là em trai mà em yêu quý nhất. Anh trai dẫn em đi ăn cơm nhé. Vậy mà lại từ chối quay về nhà họ Lục. Chẳng nhẽ Chỉ Hạ là một kẻ ngốc sao? Nhưng mà là một kẻ ngốc cũng tốt. Như vậy mới có thể sống lâu hơn được. Dựa vào ký ức của kiếp trước, 2 năm sau sẽ bùng nổ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Mà nhà họ Lục vì chính sách kinh tế cực đoan nên đã rơi vào cuộc khủng hoảng đó. Hy vọng lời nhắc nhở vừa rồi của mình có thể khiến cho bọn họ xem xét lại. Những gì mình có thể làm được chỉ có đến đây. Á? Anh, à tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi không nhìn thấy anh. Hình như mình từng gặp người này ở đâu rồi. Chỉ cần một câu xin lỗi là mọi chuyện đã xong rồi à? Ăn vạ à? Không được làm thế sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Lại lấy ăn vạ làm đầu đấy. Được thôi, anh trai nhìn xem anh muốn có gì trên người tôi thì lấy đi đi. Hào phóng như vậy à? Vậy thì anh trai lấy cả người em đi có được không? Hình như cái này vượt qua cả giới hạn của ăn vạ rồi ha. Anh muốn cướp sắc à? Em sợ sao? Đúng là tôi sợ. Nhưng mà tôi sợ anh trai thiệt thôi. Lê Mặc Diên bế bổng Chỉ Hạ vào lòng. Ủa có chuyện gì thế kia? Tổng giám đốc Lê từ trước đến nay không gần nữ sắc. Vậy mà lại ôm về một người phụ nữ. Đi thôi. À vâng vâng. Chắc chắn là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Chắc chắn là do người phụ nữ kia bị thương. Vậy nên tổng giám đốc mới giúp đỡ cô ấy. Anh trai muốn đưa tôi đi đâu thế? Còn có thể đi đâu nữa chứ? Đương nhiên là về nhà tôi rồi. Hai, em làm sao vậy Tiêu Tiêu? Xin lỗi anh út. Có phải em làm phiền anh làm việc đúng không? Làm gì có đâu. Em nói đi, chuyện gì mà khiến em phải thở dài vậy? Thì em vừa mới lướt được một tin tức. Bài viết đó nói sau khi một hộ gia đình tìm được con gái đã thất lạc nhiều năm của bọn họ, thì đã đuổi con gái nuôi ra khỏi nhà. Em xem đi, em lại nghĩ ngợi lung tung rồi đấy. Anh út đã nói rồi, nhà họ Lục chỉ có một mình đại tiểu thư là em thôi. Tiền tiêu vặt của em còn đủ không? Nếu không còn thì anh út chuyển thêm cho em 500.000 tệ. Để em dẫn bạn bè đi chơi. Anh út anh tốt thật đấy. Vậy thì anh cũng không được làm việc nữa. Nếu như anh làm việc quá sức, em sẽ sót anh làm đó. Ừ, anh sẽ nghe em gái. Nghỉ ngơi một lúc. Ừm, chiêu này đúng là lần nào cũng dùng được. Tối nay mình lại có thể gọi thêm mấy người đàn ông nữa rồi. Cô bị làm sao vậy? Anh út anh đừng trách chị Chỉ Hạ. Là em tự ngã thôi. Tại sao em lại nói đỡ cho cô ta? Từ lúc cô ta về nhà họ Lục thì cô ta đã tính kế em không biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao Lục Vân Thanh tôi lại có một đứa em gái ác độc như cô chứ? Cô mau cút về phòng mà suy ngẫm đi. Nếu còn có lần nữa, tôi sẽ tống cô vào tù đấy. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra, tập đoàn Lục Thị đã thua lỗ nặng. Đến bây giờ đã chính thức tuyên bố phá sản. Làm sao có thể như vậy được? Á, đại luật sư Lục. Năm đó lúc anh tống tôi vào trong tù, anh không nghĩ tới ngày hôm nay đúng không? Nếu cậu dám động đến tôi, nhà họ Lục sẽ không tha cho cậu đâu. Ừ, nhà họ Lục đã bị phá sản rồi. Anh vẫn còn cứng miệng à? Kể cả hôm nay tôi có động vào anh, để xem anh không bỏ qua tôi như thế nào. Lại có chuyện gì nữa? Tiêu Tiêu, anh ba không xin em trả tiền lại. Anh ba chỉ xin em lấy ra tiền đủ để làm phẫu thuật. Nếu không anh út của em sẽ thật sự bị thương tật vĩnh viễn đấy. Cái gì mà trả lại chứ? Vốn dĩ chỗ tiền này là của tôi. Anh ta có bị tàn tật hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi với anh ta và mấy người nhà họ Lục mấy người chẳng có chút huyết thống máu mủ gì hết. Dựa vào đâu mà tôi phải bỏ tiền ra cứu anh ta chứ? Tiêu Tiêu, về sau đừng có mà tìm tôi nữa. Tôi quen biết gì mấy người chứ? Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Anh ba em tích đủ tiền rồi đây. Anh mau cho anh út đi làm phẫu thuật đi. Em lấy đâu ra tiền vậy? Chuyện này anh đừng quan tâm. Hạ Hạ, em đi bán máu đúng không?
Từ từ thôi. Á, hự hự. Anh út, em đi đi. Cả đời này anh đã tàn tật rồi. Em đi đi đừng quan tâm anh nữa. Anh út làm sao em có thể không quan tâm anh được chứ? Chắc chắn anh sẽ tốt lên. Chắc chắn anh sẽ đứng lên được mà. Còn có bao nhiêu người đang chờ anh đi thư kiện mà. Tại sao lại không cho anh cơ hội đền bù cho em hả? Tại sao hả? Mình đây là trùng sinh rồi sao? Anh lái 10 kiểu gì đấy hả? Xin lỗi đại tiểu thư. Vừa rồi tự nhiên có một con mèo nhảy ra. Chỉ là một con mèo mà thôi. Không phải đụng chết là xong rồi sao? Việc gì mà phải tránh? Anh út anh tỉnh rồi à? Anh đừng trách anh ta. Vừa rồi anh ta nhìn thấy một con mèo đáng yêu nên mới tránh khẩn cấp thôi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 30 tháng 1. Năm nào rồi? Năm 2019. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Có phải anh vừa ngủ mơ không? Hơn nữa anh ta bị tàn tật thì có liên quan gì đến tôi? Tôi với anh ta và mấy người nhà họ Lục chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt gì hết. Dựa vào đâu mà tôi phải bỏ tiền ra cứu anh ta chứ? Anh út, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Xuống xe, đã nghe rõ chưa? Anh út tôi nói anh xuống xe kìa. Ngay cả xe cũng không lái được tốt. Tôi nói cô xuống xe. Cái gì cơ? Anh út, ý của anh là gì? Tôi nói lại lần cuối cùng, xuống xe. Anh út em đã xuống xe rồi, đi đi. Á, anh út. Quay lại chỗ vừa rồi đi. Vâng, cậu lái nhanh lên đi. Vâng, nhanh hơn nữa đi. Vâng thưa ông chủ. Chỉ hạ anh út biết sai rồi. Kiếp này anh út sẽ đền bù cho em tất cả những gì anh có. Chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho anh út. Anh trai ở trong lòng anh cảm thấy an toàn thật đấy. Thật là không nỡ rời đi mà. Nếu em thích thì về sau anh trai sẽ ôm em như vậy. Trước khi chính thức bắt đầu, anh trai không thể tự giới thiệu bản thân sao? Em vẫn chưa biết tên của anh trai là gì đâu. Em biết tên tôi để làm gì? Cứ gọi anh trai không được sao? Không phải anh trai rất muốn biết tên của em sao? Hay là nói anh trai đã biết em từ trước rồi? Tại sao em lại nói như vậy? Tôi là nhất kiến trung tình với em. Không được như vậy sao? Làm gì có chuyện nhất kiến trung tình chứ? Tất cả chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Nhưng mà không sao. Em cũng giống như anh trai. Vậy thì chúng ta cũng coi như tâm đầu ý hợp rồi. Anh trai muốn tắm trước hay em tắm trước? Cùng nhau tắm. Vẫn nên để em tắm trước đi. Tắm cùng anh trai. Em sợ em nhịn không được. Anh trai thật sự trước đây chúng ta chưa từng gặp qua sao? Tại sao em lại thấy anh trai quen thuộc như thế chứ? Nói không chừng chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước. Cũng có lý anh trai đẹp trai như thế này. Nếu như kiếp trước từng nhìn thấy anh em sẽ không thể quên đâu. Anh trai em không khóa cửa đâu đấy. Tổng giám đốc Lê. Xác nhận rồi. Mình thật sự chưa từng gặp anh ta. Nếu không không thể không có ấn tượng gì được. Xem ra cảm giác quen mắt kia chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ là, tại sao lại nhìn chúng mình chứ? Người đẹp trai như anh ấy vẫn bị hứng thú bởi ham muốn nhất thời sao? Em gái, anh rất đồng ý với suy nghĩ của cô ấy. Dù quan hệ huyết thống có gần gũi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bằng người ở cạnh mình từ nhỏ được. Cho dù cô ấy có quay về nhà thì vị trí đại tiểu thư của nhà họ Lục cũng sẽ không đổi người. Ông chủ đã tìm thấy vị trí của đại tiểu thư chỉ hạ rồi. Mau dẫn tôi đi đến đó. Được. Cô ấy chính là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của nhà họ Lục sao? Đúng vậy, cảnh tượng mà hôm nay chúng ta nhìn thấy. Chính là lúc Lục Vân Thanh của nhà họ Lục muốn dẫn cô ấy quay về nhận tổ quy tông. Nhưng mà cô ấy lại từ chối. Thông báo xuống dưới đi. Siết chặt toàn bộ hạng mục tài chính của tập đoàn Lê Thị. Chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng tài chính 2 năm sắp tới. Tổng giám đốc Lê. Anh tin lời cô ấy nói sao? Từ tư liệu có thể biết được. Cô ấy hoàn toàn không có chút kiến thức nền tảng kinh tế nào. Rất có khả năng lúc đó cô ấy chỉ nói linh tinh thôi tổng giám đốc Lê. Tôi biết, nhưng cô ấy có nói linh tinh không quan trọng. Cái tôi cần chỉ là một lý do để mình hạ quyết tâm. Kể cả lý do này có nực cười cỡ nào. Tổng giám đốc Lê anh có thể xem xét lại được không? Lỡ như không có cuộc khủng hoảng kinh tế nào. Vậy thì tập đoàn Lê Thị của chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt để phát triển đó.
bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi. Tập đoàn Lê Thị của chúng ta không thiếu cơ hội. Cậu cứ nghe theo quyết định của tôi đi. Vâng thưa sếp. Anh trai à, em phải đi tìm việc nuôi sống bản thân rồi. Không có thời gian nuôi dưỡng tình cảm với anh đâu. Anh cầm mấy trăm tệ này đi tìm người phụ nữ khác đi ha. Đúng là đã coi mình thành một anh trai háo sắc rồi. Hừ, bị người ta đùa giỡn rồi. Mới bắt đầu đã bị ăn vạ mấy trăm tệ. Làm cho ví tiền vốn đã không có tiền của mình ngày càng trở nên rách rưới rồi. Mình phải mau chóng kiếm việc để làm thôi. Chị Hạ. Này quả nhiên tôi không nhìn nhầm mà. Đúng thật là cái đồ tiểu tiện nhân cô. Đầu không còn đau rồi à. Con trai, con sợ cái gì? Giữa ban ngày ban mặt. Chẳng nhẽ cô ta còn dám làm bậy làm bạ giữa đường sao? Này này, cô vội đi như thế à? Tôi còn chưa hỏi cô đâu. Tại sao cô lại bước ra từ khách sạn chứ? Chẳng nhẽ cô đến khách sạn tìm việc sao? Hay là nói đến khách sạn chính là công việc của cô? Chị Hạ, tôi biết mà. Cô thì lấy đâu ra tự tin rời khỏi nhà họ Trần chúng tôi chứ? Thì ra là cô tiếp khách ở khách sạn. Đúng là mất mặt mà. May mà tôi còn chưa để cô cưới con trai tôi. Nếu không danh tiếng nhà họ Trần chúng tôi đã bị cô vấy bẩn rồi. Tôi nói lại lần nữa, tránh ra. Sao nào, làm thì cũng đã làm rồi. Chẳng trách trước đây cô giả vờ ngây thơ với tôi. Thì ra cô chê tôi không cho cô tiền. Nói đi bao nhiêu tiền thì cô mới cho tôi làm một lần. Con trai, cô, cái con tiện nhân này. Mẹ, ui ra. Mọi người đến đây mà xem này. Tôi không sống được nữa mà. Cô à, cô bị làm sao vậy? Cô ta chính là con gái của tôi. Tôi đưa nó về từ cô nhi viện. Tôi cho nó ăn, tôi cho nó mặc. Tôi coi cô ta như con gái ruột mà nuôi lớn. Bây giờ khi cô ta thành niên rồi thì cô ta lại muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Cô ta không nhận người mẹ này nữa. Cô ta không nhận tôi thì thôi đi. Vậy mà cô ta lại làm loại công việc tiếp khách kia. Tôi đến đây để khuyên cô ta. Tôi vừa mới nói với nó một hai câu. Mà nó đã đánh tôi rồi. Mọi người nhìn xem. Con trai tôi cũng bị cô ta đánh vào đầu. Ui da, đầu của mình đau quá đi hu hu. Chính mắt tôi vừa nhìn thấy cô ta ra tay đánh. Mặc dù bà ấy không phải mẹ ruột của cô, nhưng bà ấy cũng có công nuôi dưỡng cô lớn lên. Cô không trả ơn thì thôi còn ra tay đánh bà ấy. Lương tâm của cô bị chó ăn rồi à? Đúng vậy đấy. Còn hơn là loại vô ơn. Xem ra lời tôi vừa nói bà một câu cũng không nghe lọt. Mọi người nhìn đi. Cô ta lại muốn ra tay đánh tôi nữa rồi kìa. Ui da, cô đừng hòng đánh bà ấy nữa. Bà ta nói gì anh cũng tin sao? Bà ấy đã khóc thành ra như vậy rồi còn có thể là giả được sao? Thật đấy, chúng tôi không tin bà ấy thì tin người làm việc tiếp khách như cô chắc. Cho dù bà ấy có nói dối thì đã làm sao? Cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến cô hết. Đúng vậy, sao mà có thể như vậy được chứ? Đúng thế. Đúng thế, đúng thế, đúng là quá mất dạy rồi. Con tiện nhân này mày cũng xứng đấu với tao sao hử? Đúng thế, đúng thế. Cảm giác này quen thuộc quá. Người phụ nữ xấu xa mau đi chết đi. Ông nội bảo anh đưa em về nhà. Gần đây sức khỏe của ông nội không còn tốt nữa rồi. Lúc nào ông cũng nhắc đến em. Kiếp trước chỉ có ông nội tin tưởng mình, quan tâm mình. Đúng thật là mình nên đi gặp ông. Anh không muốn cưỡng ép em quay về nhà họ Lục. Nhưng mà mấy hôm nữa chính là tiệc mừng thọ của ông nội. Ít nhất em hãy ở nhà họ Lục đến ngày mừng thọ của ông đi. Em hãy ở bên ông ngày sinh nhật để ông được vui vẻ. Được, tôi sẽ về nhà với anh. Nhưng đến khi lễ mừng thọ kết thúc thì tôi cũng sẽ đi. Mấy ngày ở nhà họ Lục tôi sẽ trả tiền thuê phòng. Không cần phải trả tiền thuê phòng. Anh đưa em về nhà. Không cần biết như thế nào. Cuối cùng cũng có thể đưa em gái về nhà rồi. Sau khi đưa em ấy về nhất định mình sẽ đối xử với em ấy thật tốt. Để em ấy tha thứ cho mình. Tại sao Vân Thanh lại có thể vứt em gái của mình ở giữa đường được chứ? Con yên tâm, đợi khi nào nó trở về, mẹ nhất định sẽ bắt nó phải xin lỗi con. Mẹ à, chắc là anh Út không cố ý đâu. Con không cần anh Út phải xin lỗi con đâu. Chắc chắn là anh có chuyện gấp phải giải quyết. Chuyện gì mà có thể quan trọng hơn em gái được chứ? Nó chắc chắn phải xin lỗi con. Tiêu Tiêu à, nó mà xin lỗi con thì con đừng quan tâm đến nó. Phụ nữ chúng ta đối phó với đàn ông chính là phải cho bọn họ biết mặt một chút. Nếu không bọn họ cho rằng chuyện con đối tốt với bọn họ chính là lẽ đương nhiên. Ai ia, mẹ à, làm như thế liệu anh Út sẽ thấy con đang tùy hứng quá không? Con đúng thật là quá hiểu chuyện. Con chính là thiên kim duy nhất của nhà họ Lục. Cũng chính là em gái duy nhất của bọn họ. Bọn họ chiều con còn không hết nữa là. Làm sao mà có thể thấy con tùy hứng được chứ? Con biết rồi thưa mẹ. Bà chủ, đại tiểu thư, Tam thiếu gia quay về rồi.
Em không sao chứ? Anh Út, hình như anh Út đang quan tâm mình. Thật ra anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh là ai vậy hả? Tại sao lại giúp đỡ cô ta? Không phải anh là khách của cô ta đấy chứ? Anh nói cái gì cơ? Này, anh định làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi có Lý đấy, không có sợ anh đâu. Lý à, anh dám nói Lý ở trước mặt Lục Vân Thanh tôi. Anh chính là tam thiếu gia của nhà họ Lục. Lục Vân Thanh? Cái gì cơ? Anh ấy chưa từng thua kiện một lần nào. Từng tống rất nhiều tên tội phạm vào tù. Anh ấy chính là đại luật sư Lục Vân Thanh. Lục Vân Thanh, tôi không biết anh quen biết với người phụ nữ này. Nhưng mà cho dù anh có quen biết cô ta, vậy thì anh cũng không thể không phân rõ trắng đen được chứ. Lục Vân Thanh tôi đương nhiên sẽ không đổi trắng thay đen rồi. Nhưng mà tôi cũng không có tâm trạng giúp mấy người nhận ra trắng đen. Tôi không đến đây để chủ trì công đạo. Hả, cái gì cơ? Em gái của anh, em gái. Luật sư Lục nói người phụ nữ này chính là em gái của anh ấy. Thiên kim của nhà họ Lục không phải là Tiêu Tiêu sao? Người đâu? Ông chủ, đã điều tra rõ ràng hết chưa? Tất cả đều đã xác nhận. Hãy đưa mấy người tấn công em gái tôi đi hết đi. À à, chuyện này, chuyện này. Này, sao lại có cả tôi chứ? Tam thiếu gia tôi không hề tấn công em gái anh. Cái tôi nói không chỉ là tấn công thể chất, mà kể cả công kích bằng lời nói cũng được tính. Lục Vân Thanh, anh đây là đang lạm quyền. Không phục thì cô có thể tìm luật sư. Mong rằng luật sư mà cô mời được có thể đánh bại tôi. Mang đi đi. Lục tiên sinh, anh không thể làm như vậy với tôi được. Tôi không giống như mấy người bọn họ. Tôi là mẹ nuôi của em gái cậu. Suýt chút nữa thì quên mất. Đúng là mấy người không giống bọn họ. Thả ra, bà vừa nói bà là ai cơ? Lục tiên sinh, tôi chính là mẹ nuôi của chị Hạ. Tôi đã nuôi lớn nó từ khi nó còn bé. Tôi bây giờ cũng giống như mẹ ruột của con bé vậy. Chuyện này không phải coi như chúng ta cũng giống như người nhà sao? Thì ra bà là mẹ nuôi của em ấy. Có người mẹ nuôi nào lại ép con gái nuôi cưới con trai mình đâu chứ? Hơn nữa còn bắt em ấy làm việc. Có người mẹ nào lại cướp đoạt căn nhà do chính con gái mình mua được chứ? Có người mẹ nào vì để ép bức con gái lấy con trai mình mà thậm chí còn chuốc thuốc không? Tại sao anh ấy lại biết những chuyện này? Bà nói bà như mẹ ruột của em tôi. Bà mà cũng xứng sao? Bao nhiêu năm qua em ấy đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Kiếp này em ấy không về nhà với mình, chỉ sợ sẽ bị người khác bắt nạt mất. Không phải đâu là vớ vẩn đó. Mấy năm nay không hề có những chuyện như vậy. Không có sao. Vậy thì đây là cái gì? Hả? Chuyện này mà cậu cũng điều tra ra được rồi à? Toi rồi, mẹ ơi, chúng ta tiêu đời rồi. Mau cút khỏi đây cho tôi. Anh ấy thật sự điều tra riêng cho mình sao? Hãy đảm bảo cả đời này hai mẹ con nhà kia sẽ không thoát khỏi cánh cổng sắt được nữa. Tôi muốn cho tất cả mọi người đều biết sẽ có hậu quả gì nếu dám đối đầu với nhà họ Lục. Vâng thưa sếp. Thì ra anh ấy là vì mặt mũi của nhà họ Lục. Mình đã sớm biết rồi mà. Chị Hạ, anh làm như vậy em thấy có được không? Chuyện hôm nay cảm ơn anh Lục tiên sinh. Lục tiên sinh, em có thể gọi anh là anh Út. Chuyện lần này là nhờ có Lục tiên sinh đứng ra bào chữa cho tôi. Đợi đến khi nào tôi có tiền chắc chắn tôi sẽ báo đáp anh. Em ấy chắc chắn vẫn không tha thứ cho mình. Đợi chút, Lục tiên sinh, bây giờ tôi không có tiền. Anh không cần tiền của em. Em chính là em gái của anh. Anh giúp em là chuyện nên làm. Lục tiên sinh, trước đây tôi đã từng từ chối về nhà họ Lục rồi. Anh không cần phải coi tôi như em gái. Đương nhiên tôi cũng sẽ không nói với người ngoài tôi là người nhà họ Lục. Nhưng mà em chính là người nhà họ Lục. Em không thể phủ nhận được điều này đâu. Trong người của em có huyết thống của nhà họ Lục. Lục tiên sinh, không phải trước đây anh nói cho dù quan hệ huyết thống có gần gũi như thế nào chăng nữa thì cũng không bằng người đã kề vai sát cánh từ nhỏ sao? Cho dù có quan hệ gần gũi đến đâu cũng không thể bằng người đã ở bên cạnh từ nhỏ được. Quả nhiên em ấy vẫn nhớ những lời khốn nạn mình đã từng nói trước đó. Lục tiên sinh, anh còn việc gì nữa không? Nếu anh không có việc gì thì tôi xin phép đi tìm việc kiếm tiền trước. Dù sao tôi cũng biết phí thuê một đại luật sư như anh là không rẻ. Em gái không tha thứ cho mình. Cho dù bây giờ mình có nói cái gì thì em ấy cũng sẽ không nghe. Đợi đã, chuyện phí thuê cô tạm thời không cần vội vàng. Em cứ quay về nhà họ Lục với anh trước đi. Tôi đã từng nói với anh rồi. Là ông nói bảo anh đến đón em về nhà. Không ngờ mình lại quay về đây rồi. Em thấy nhà họ Lục của chúng ta như thế nào? Một nơi rất tốt. Nơi tốt như vậy em có thể ở đây mãi. Một nơi tốt như vậy chắc chắn tiền thuê nhà sẽ rất cao. Tôi ở vài ngày là được rồi. Dù sao thì tôi cũng không đảm đương nổi chuyện này. Chúng ta đi vào trước đi. Đợi tí nữa rồi chúng ta hãy nói tiếp. Anh Út của con về rồi kìa. Con hãy nhớ những lời mẹ vừa dạy đấy. Hãy cho nó biết mặt đi. Có mẹ đã làm chủ cho con rồi. Bà chủ đại tiểu thư, cậu Út đã quay về rồi.
Vân Thanh, tại sao con có thể đối xử như vậy với Tiêu Tiêu? Con có biết Tiêu Tiêu chính là em gái duy nhất của con không? Cô ta là ai? Chị Hạ. Cái gì cơ, cô ta chính là chị Hạ? Chị Hạ, tại sao con lại dẫn cô ta về đây? Chị Hạ là em gái của tôi. Tôi đưa con bé về nhà thì có vấn đề gì sao? Dì Lý, dì hãy đi tìm một căn phòng tốt nhất để cho chị Hạ đi. Vâng thưa cậu Út. Tiểu thư, chị Hạ mời cô đi theo lối này. Đi thôi, đi đi. Có chuyện gì thì em cứ nói với anh trai nhé. Em ấy không hề phản bác mấy chữ mình vừa nói. Không được, tại sao tự nhiên con lại đưa cô ta về chứ? Con làm như vậy, con đã từng nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Tiêu chưa? Tôi đón em gái tôi về nhà còn phải nghĩ đến cảm nhận của người ngoài sao? Vân Thanh, con đang nói linh tinh gì vậy? Tiêu Tiêu là người mà con nhìn thấy từ bé đến lớn. Con bé còn thân thiết với con hơn cả em gái ruột. Hôm nay con vứt con bé lại giữa đường. Con bé đã đau lòng lắm đấy. Bây giờ con lại đối xử với con bé như vậy. Con muốn Tiêu Tiêu cả đời này cũng không quan tâm đến con nữa sao? Ồ, cô ta rất buồn à? Đúng thế. Hôm nay con bé buồn đến nỗi còn không cả ăn cơm. Không ăn cơm có nghĩa là không đói. Được rồi, buổi tối không cần chuẩn bị cơm cho cô ta nữa. Tránh cho lãng phí đồ ăn. Cái gì cơ? Anh Út, em biết anh không còn lựa chọn nào khác mới cho em xuống xe. Em không trách anh đâu. Anh cũng đừng giận em nhé. Nói chuyện thì nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân. Anh Út, anh không giận em là tốt rồi. Chuyện đó. Trước đấy không phải chị Hạ không đồng ý về nhà sao? Có phải chị ấy đã biết những điểm tốt của nhà họ Lục chúng ta? Nên đã thay đổi ý định không? Cô muốn nói em ấy thèm muốn tài sản của nhà họ Lục sao? Em không có ý đó. Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ cho em ấy toàn bộ tài sản của tôi. Đúng rồi. Tôi cảnh cáo mấy người đừng có mà làm phiền đến chị Hạ. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với mấy người đâu. Anh Út, anh đang nói gì vậy? Chị Hạ có thể về nhà bọn em vui còn không hết nữa là. Sao mà phải gây chuyện với chị ấy làm gì chứ? Tốt nhất nên như vậy. Hôm nay rốt cuộc Vân Thanh bị làm sao vậy? Cứ như biến thành một người khác vậy. Tiểu thư chị Hạ, cô không thể ở căn phòng này được. Tiểu thư chị Hạ, cô không thể ở căn phòng này được. Nó quá mức sơ sài. Tam thiếu gia muốn cô được ở căn phòng tốt nhất. Căn phòng này rất phù hợp với tôi. Tôi cũng chỉ ở đây mấy ngày. Dì Lý, dì không cần lo. Tôi sẽ đích thân nói với anh ấy. Đây chính là căn phòng mà tự tôi muốn chọn. Vậy thì đành phải để tiểu thư phải chịu tủi rồi. Nếu như cô muốn gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nếu như cô muốn gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Ở kiếp trước, căn phòng này chính là nơi trú ẩn mỗi khi đau khổ của mình. Hu hu anh trai. Tại sao mọi người đều không tin tưởng em? Cô chọn căn phòng này là muốn lấy được tình thương từ các anh sao? Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô không nghe thấy sao? Tôi nói cho cô biết. Cô về nhà họ Lục rồi thì phải tự biết thân biết phận cho tôi. Tôi đã sống với các anh mười mấy năm nay rồi. Cô đừng tưởng cô giở vài ba trò mèo là có thể thay thế được vị trí của tôi. Vậy cô còn sợ cái gì? Tôi sợ ở đâu chứ? Nếu như không sợ thì cô cần gì phải đến đây nói mấy lời này với tôi chứ? Chắc là cô nuốt không trôi chứ gì. Cô dám nói tôi nuốt không trôi. Cái con tiện nhân này. Lục Tiêu Tiêu, tôi không có hứng thú với bất cứ thứ gì của nhà họ Lục. Cũng vì tôi không có hứng thú gì. Nên kiếp này tốt nhất cô đừng hòng chọc vào tôi. Nếu không tôi sẽ không dám chắc tôi sẽ làm gì đâu. Hay cho con tiện nhân cô, lại dám uy hiếp tôi, cô tưởng cô có huyết thống máu mủ với nhà họ Lục. Là có chút ghê gớm à? Hôm nay tôi nói cho cô biết, trước hình tượng mà tôi hao tâm gây dựng, chút máu mủ ruột thịt của cô chẳng là cái thá gì đâu. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chị Hạ, chị đang làm gì vậy? Ai ia, hình như là giọng nói của đại tiểu thư Tiêu Tiêu. Người phụ nữ ngu ngốc sẽ chỉ đối phó với người phụ nữ khác. Còn người phụ nữ thông minh sẽ lợi dụng đàn ông để đối phó với người phụ nữ khác. Chị Hạ, cô xong đời rồi. Cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục rồi đấy. Đợi đến khi cô bị đuổi ra khỏi nhà, hãy xem tôi chị cô như thế nào. Á, buông ra. Anh Út, anh đừng trách chị Hạ. Là em tự ngã đấy. Tiêu Tiêu, em thế này không được rồi. Á cô muốn làm gì hả? Tôi muốn vị trí đại tiểu thư của cô trong nhà họ Lục càng vững vàng hơn thôi.
Thế này là được rồi đấy. Chuyện này. Tiêu Tiêu còn bị làm sao thế? Mẹ à, lúc con lên tầng thì nhìn thấy chị Chỉ Hạ chọn căn phòng đơn sơ như thế này. Con nghĩ đến chuyện anh Út nói anh ấy muốn cho chị ấy ở căn phòng tốt nhất. Vậy nên con mới khuyên chị ấy chuyển sang phòng khác tốt hơn. Kết quả không hiểu vì sao mà chị Chỉ Hạ lại tức giận. Sau đó còn ra tay đánh con. Cái gì cơ? Tiêu Tiêu có lòng tốt khuyên nhủ cô. Cô lại đối xử với con bé như vậy. Tại sao lòng dạ của cô lại độc ác như vậy chứ? Cô có còn là người không vậy? Im miệng. Nếu còn dám xúc phạm em gái tôi một lần nữa thì đừng trách tôi lật mặt không quen người. Vân Thanh sự thật đã rõ mồn một trước mắt rồi, con còn bảo vệ cho cô ta. Tiêu Tiêu đã thành ra cái dạng này rồi, chẳng nhẽ còn có thể là giả được sao? Tại sao không thể? Lục Tiêu Tiêu có phải cô ép Chỉ Hạ chọn căn phòng này không? Anh Út, lúc em lên tầng thì cô ta đã chọn căn phòng này rồi. Nếu anh không tin thì anh cứ hỏi dì Lý đi. Tam thiếu gia, đây đúng thật là căn phòng mà tiểu thư Chỉ Hạ tự chọn. Được rồi, bà đi xuống đi. Vâng thưa cậu chủ. Anh Út, anh đã nghe thấy chưa? Em lớn lên với anh từ bé, tốt xấu gì cũng mười mấy năm nay, anh vậy mà lại không tin tưởng em. Em thật sự quá buồn rồi. Chỉ Hạ, tại sao em lại chọn căn phòng này? Còn hỏi tại sao à? Dĩ nhiên là để lấy lòng thương hại của các con rồi. Từ đầu đến cuối đều tính toán chu toàn, đúng là một đứa tâm cơ. Im miệng. Chỉ Hạ là em gái ruột của tôi, em ấy muốn ở phòng nào thì ở phòng ấy. Vân Thanh, chuyện đến nước này rồi mà con vẫn còn nói đỡ cho nó. Tôi không tin Chỉ Hạ sẽ vô duyên vô cớ động tay động chân. Lục Tiêu Tiêu, tôi cho cô cơ hội để nói thật. Có phải cô tự biên tự diễn rồi đổ thừa cho Chỉ Hạ không? Anh Út, trong lòng anh em là người như vậy sao? Tôi nói cô trả lời câu hỏi của tôi, để tôi trả lời cho. Là tôi ra tay đánh đấy. Là tôi ra tay đánh đấy. Cái gì cơ? Vân Thanh, con đã nghe thấy chưa? Tự cô ta thừa nhận rồi đấy. Tiêu Tiêu lớn lên với con từ bé. Không ngờ con lại vì một người vừa mới quen mấy ngày mà nghi ngờ em con. Mẹ thật sự thương con bé mà. Mẹ à. Chỉ Hạ, chắc là bọn họ ép em nhận lỗi đúng không? Không sao, nếu em có uẩn khúc ở đâu thì nói với anh. Tôi không có uẩn khúc gì cả. Lời tôi nói là thật, là tôi ra tay đánh cô ta. Vậy thì chắc chắn là có lý do đúng không? Có phải là Lục Tiêu Tiêu chọc vào em, nên em mới ra tay đánh cô ta đúng không? Là lỗi của em, là em vội vàng khuyên nhủ chị Chỉ Hạ, nên chị ấy mới đánh em. Tiêu Tiêu, tại sao con lại nói đỡ cho cô ta? Tại sao con lại lương thiện như vậy chứ? Chỉ Hạ, em đừng quan tâm đến cô ta. Em cứ nói đi, em nói gì anh cũng tin hết. Chuyện đúng là do tôi đánh, Lục tiên sinh hãy trả lại công đạo cho em gái anh đi. Chỉ Hạ, chắc cô cũng biết cô giải thích như vậy sẽ không lật lại được ván bài. Vậy mà còn tự cho mình là đúng. Em ấy đã đến mức không buồn giải thích với mình nữa rồi. Em ấy thật sự không tin tưởng mình một chút nào. Anh đừng trách chị Chỉ Hạ, là do em tự ngã. Tại sao em vẫn còn nói đỡ cho cô ta vậy? Đây đã là lần thứ mấy cô ta đối phó em kể từ lúc cô ta về nhà họ Lục rồi. Tại sao Lục Vân Thanh, tôi lại có một đứa em gái độc ác như cô chứ? Em ấy không tin mình cũng phải. Dù sao thì kiếp trước mình cũng chưa từng tin em ấy. Vân Thanh, mọi chuyện đã rõ mồn một trước mắt rồi. Cô ta đã đánh Tiêu Tiêu thành ra như vậy, phải nghiêm khắc trừng phạt cô ta, khiến cô ta phải trả giá. Đánh thành cái dạng gì chứ? Không phải chỉ là chảy chút máu thôi sao? Đều là người trưởng thành rồi, động chạm một chút cũng là chuyện bình thường. Xoa thuốc là sẽ đỡ thôi, cần gì phải làm quá lên thế chứ? Cái gì cơ? Chỉ Hạ, nếu như mọi chuyện đã qua rồi, vậy thì em đừng để nó trong lòng nữa. Anh sẽ không để ai đi tìm em gây chuyện đâu. Em cứ yên tâm ở lại đây đi. Cái gì cơ? Con không nghiêm phạt cô ta thì thôi đi, lại còn để cô ta ở đây nữa. Chẳng nhẽ con còn muốn thấy về sau người phụ nữ này sẽ lại ra tay đánh Tiêu Tiêu sao? Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy. Chị Chỉ Hạ chắc chắn sẽ không đánh con nữa đâu. Con không sợ. Con nhìn đi. Con xem con đã dọa em gái con sợ như thế nào rồi. Vì sự an toàn của Tiêu Tiêu, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Chỉ Hạ ở lại nhà họ Lục. Không đồng ý sao? Vậy thì mấy người chuyển ra ngoài ở đi. Cái gì cơ? Không phải bà nói vì sự an toàn của cô ta sao? Vừa hay cả hai người cùng nhau dọn ra ngoài ở đi. Con vì người phụ nữ này lại dám đuổi mẹ và em gái ra ngoài à? Chỉ Hạ không phải là người ngoài. Em ấy là Lục tiên sinh, hay là để tôi dọn ra ngoài ở đi, tránh cho mọi người cảm thấy không vui. Tôi sẽ đến tiệc mừng thọ đúng giờ. Chỉ Hạ, Lục tiên sinh anh không cần tiễn nữa. Chỉ Hạ, Vân Thanh, con đừng đuổi theo cô ta nữa. Con xem Tiêu Tiêu vẫn còn chảy máu đây này. Mau xem đầu con bé có ổn không đi. Cút ra. Này. Rốt cuộc Vân Thanh bị Chỉ Hạ cho bùa mê thuốc lú gì? Nơi này không phải nơi mình có thể ở được. Lúc này một chiếc xe màu xanh đi đến trước mặt Lục Chỉ Hạ. Mới một ngày không gặp mà em đã không nhận ra anh trai rồi à? Thì ra là anh trai à? Trùng hợp quá ha. Không trùng hợp, tôi là đặc biệt đến đây tìm em. Anh trai tìm em có việc gì? Đương nhiên là tìm em làm nốt việc chưa làm xong rồi. Anh trai không lấy mấy trăm tệ kia đi tìm người phụ nữ khác tâm sự à?
nhưng mà anh trai chỉ nhất kiến trung tình với em. Chị Hạ, thả em ấy ra cho tôi, dám động tay động chân với em gái của Lục Vân Thanh tôi. Nếu cậu không muốn chết thì mau thả em ấy ra, em là em gái của anh ta à? Chị Hạ, anh sẽ không để em bị người khác bắt nạt đâu. Anh trai hiểu lầm rồi, em gái chỉ có một mình anh trai là anh thôi. Chị Hạ, anh trai, em mệt rồi. Anh có thể tìm cho em một chỗ để ngủ có được không? Trong nhà của anh trai rất phù hợp để em ngủ. Cậu không thể đưa em ấy đi. Tại sao lại không được? Em gái đi với anh trai là điều đương nhiên. Dám ngăn tôi lại, cậu có biết tôi là ai không? Lục Vân Thanh, tam thiếu gia của nhà họ Lục, cũng chính là đại luật sư Lục. Nghe danh anh đã lâu, nếu cậu đã biết tôi là ai, vậy thì hãy trả em gái lại cho tôi đi. Nếu không cậu sẽ không gánh chịu nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Lục được đâu. Tam thiếu gia Lục vẫn là nên đừng gọi cô ấy là em gái nữa thì hơn. Dù sao thì cô ấy nói cô ấy chỉ có một anh trai. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì hình như Lục thiếu gia vẫn còn một người em gái nữa. Nhận thêm một đứa em là không chịu nổi đâu. Đương nhiên là tôi có thể. Này, đáng ghét. Alo, hãy tra giúp tôi một chiếc xe. Hy vọng mọi người có thể quay về cuộc sống vốn có của mình. Sao lại đánh con thành ra như này chứ? Con nhịn một chút. Anh út, chị Chỉ Hạ đâu rồi ạ? Anh không giữ chị ấy ở lại được à? Nhận thêm một đứa nữa chiều không nổi đâu. Em xin lỗi anh út, đều là tại em nên chị Chỉ Hạ mới tức giận bỏ đi. Tiêu Tiêu, con xin lỗi làm gì? Con là người bị hại đấy. Con quá lương thiện nên mới bị người khác bắt nạt. Hai, cho dù là như thế nào, chị Chỉ Hạ cũng là vì con mà đi. Anh út, anh nói cho em đi, bây giờ chị Chỉ Hạ đang ở đâu? Em sẽ đi tìm chị ấy, em sẽ xin lỗi chị ấy, cầu xin chị ấy trở về nhà. Lục Tiêu Tiêu, cô có nhớ bố mẹ ruột của mình không? Anh út, sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Tự nhiên sao? Bao nhiêu năm như vậy, chẳng nhẽ cô không nhớ bố mẹ ruột của mình sao? Cô hờ hững với những người sinh ra mình vậy à? Đương nhiên không phải vậy, chỉ là em chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chắc chắn ở trong lòng em nhớ thương bọn họ rồi, chỉ là em không biết thể hiện ra thế nào thôi. Vậy thì tốt, tôi sẽ giúp cô tìm được bố mẹ ruột của mình, để cho cô có thể sớm quay về bên cạnh bọn họ. Cái gì cơ? Vân Thanh, con có ý gì vậy hả? Con muốn để Tiêu Tiêu đi sao? Có vấn đề gì sao? Tiêu Tiêu tự nhớ thương bố mẹ ruột của mình, muốn quay về bên cạnh bọn họ. Tôi chỉ là giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Anh út em, tôi tin bất cứ người nào lương thiện cũng sẽ muốn ở cạnh bố mẹ của mình. Có phải vậy không Tiêu Tiêu? Vâng, cô không cần lo sẽ không tìm được. Tôi sẽ dùng mọi nguồn lực của nhà họ Lục để tìm giúp cô. Chỉ cần người còn sống thì tôi nhất định sẽ mang về cho cô. Wow, trời ơi, đây là nhà của anh à? Em không thích à? Vậy thì ngày mai anh trai sẽ... Không phải vậy, tôi chỉ là không ngờ tài sản của nhà anh trai lại hùng hậu như thế. Anh trai không những giàu đâu. Anh trai đang làm gì thế? Không phải em muốn đi ngủ à? Anh trai ngủ với em. Được rồi đấy, em ngủ đi. Cứ thế mà ngủ à? Sao nào, chẳng nhẽ em còn muốn tôi hát ru cho em ngủ à? Cái đó thì không cần đâu. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế? Chỉ cần em ngủ ngon rồi gọi tôi là anh trai là được rồi. Có phải hơi tùy tiện quá không? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Không phải em gọi tôi là anh trai sao? Anh trai đối xử tốt với em gái không phải là lẽ đương nhiên sao? Ngủ đi. Anh trai đối xử tốt với em gái là lẽ đương nhiên sao? Tổng giám đốc Lê, đã chuẩn bị xong chưa? Chỉ cần tiểu thư Chỉ Hạ đồng ý, ngày mai cô ấy có thể lập tức đến công ty con của tập đoàn Lê Thị làm việc. Như vậy sẽ không làm cô ấy nghi ngờ. Có vấn đề gì à? Tổng giám đốc Lê, đây là lần đầu tiên anh dùng quyền chức để nâng đỡ cá nhân đến làm việc. Có gì đâu, tôi chỉ là muốn làm một người tốt mà thôi. Con đừng giữ chuyện kia trong lòng. Anh út của con nói sẽ tìm bố mẹ ruột cho con. Chắc chắn là đang nói đùa với con thôi. Con ở nhà họ Lục bao nhiêu năm nay rồi, sao thằng bé có thể nỡ để con đi được chứ? Anh út không đùa đâu mẹ, con có thể cảm nhận được chuyện này. Anh ấy chính là không thích con. Chẳng qua bây giờ nó đang bị con bé kia làm cho u mê thôi. Đợi khi nào thằng bé bình tĩnh lại, nhất định nó sẽ lại nghĩ cho con thôi. Con sợ trước khi anh ấy bình tĩnh được thì đã tìm lại bố mẹ ruột cho con rồi, sau đó đuổi con ra khỏi nhà họ Lục. Hai, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, làm gì có chuyện dễ dàng tìm thấy như thế chứ? Nói không chừng bọn họ đều đã không còn hết rồi. Không sao đâu mẹ, tìm thấy được cũng tốt. Con sớm nên quay về bên cạnh bọn họ từ lâu rồi. Dù sao thì con với mọi người ở đây cũng không chung huyết thống. Con thật sự không xứng với người nhà họ Lục chân chính.
Mẹ sau khi con đi, mẹ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Tiêu Tiêu, con không được đi. Mẹ là mẹ kế. Mẹ cũng chẳng có máu mủ ruột thịt gì ở trong nhà họ Lục. Nếu như con đi mẹ sẽ chỉ còn một mình thôi. Con cũng không muốn phải xa mẹ. Nhưng mà, anh Út đã bắt đầu đi tìm bố mẹ ruột của con rồi. Bây giờ con hãy gọi điện thoại cho anh ba. Đợi khi nào thằng bé quay về, chắc chắn nó sẽ ngăn cản anh Út con. Trong lúc Lục Trì Hạ đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên. Alo, cô có phải là tiểu thư Trì Hạ không? Chúng tôi là bộ phận nhân sự của công ty giải trí Ngôi Sao. Không biết bây giờ cô có đang rảnh không? Tôi muốn hẹn thời gian phỏng vấn với cô. Lừa đảo à? Ấy ấy khoan đã. Chúng tôi thật sự là công ty giải trí Ngôi Sao. Công ty giải trí Ngôi Sao? Là công ty giải trí Ngôi Sao à? Công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất trong nước. Đúng vậy. Không biết khi nào cô mới có thời gian đến đây để phỏng vấn nhỉ? Ngay bây giờ cũng có thể. Bây giờ tôi sẽ đi đến đó. Được. Vội vàng như vậy à? Ăn chút gì đi. Anh trai, bây giờ tôi phải đi phỏng vấn. Đợi khi nào tôi có công việc tôi sẽ nuôi anh ha. Làm gì có chuyện em gái nuôi anh trai chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Lần cuối cùng nhé. Tốt lắm cắt. Chuyên viên trang điểm mau lên trên chuẩn bị. Chúng ta hãy quay thêm cảnh nữa nhé. Dịch Trạch, cậu có điện thoại này. Cái gì cơ? Lục Vân Thanh muốn đuổi Tiêu Tiêu ra khỏi nhà vì Trì Hạ sao? Nó có phải là điên rồi không? Bọn mẹ đều không cản được. Tránh ra hết đi, con mau về nhà đi. Nếu không sẽ không được nhìn thấy Tiêu Tiêu nữa đâu. Tôi biết rồi, Dịch Trạch, đã đến lúc chúng ta phải đến công ty giải trí Ngôi Sao rồi. Mau lùi lại hết đi. Bây giờ tôi phải về nhà tìm em gái tôi. Nhưng mà đó là công ty giải trí Ngôi Sao đứng đầu cả nước đó. Rất quan trọng đấy. Quan trọng? Nó quan trọng bằng em gái Tiêu Tiêu của tôi không? Lập tức thay đồ trở về nhà. Chị Hạ kia vừa mới về nhà đã gây chuyện rồi. Đáng nhẽ lúc đầu không nên đi tìm cô ta mới đúng. Chuyện này, tiểu tổ tông này của chúng ta, cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức yêu chiều em gái. Vậy bức ảnh này, để tôi xử lý cho. Bây giờ là mấy giờ rồi? Dịch Trạch, cậu làm sao vậy? Ủa, trong phòng trang điểm tại sao lại có mèo vậy? Này Dịch Trạch, cậu không sao chứ? Ơ kìa, cậu bị làm sao vậy? Đi thôi, lập tức quay về nhà họ Lục. Này này, đúng là yêu chiều em gái mà. Bảo sao có rất nhiều fan nữ lại ngưỡng mộ Lục Tiêu Tiêu. Ai mà không muốn có một anh trai như vậy chứ? Thử nghĩ mà xem. Này này này, đợi tôi với. Trên đây là hiểu biết của tôi về công việc quản lý nghệ sĩ. Cái này. Chị tiểu thư, cô thực sự chưa có kinh nghiệm làm về lĩnh vực này sao? Tại sao tôi lại cảm thấy cô như thạo nghề mấy năm rồi vậy? Đúng là tôi từng có kinh nghiệm mấy năm, nhưng đều là ở kiếp trước. May mà ông trời lại cho mình thêm một cơ hội để bù đắp cho em gái. Để mình không còn phạm sai lầm lần nữa trong kiếp này. Em gái, anh ba, chúc mừng anh đã được chọn làm ảnh đế. Đây là món quà em chuẩn bị cho anh. Là tự cô làm sao? Vâng, về sau cô không cần lãng phí thời gian vào mấy chuyện như thế này nữa. Nhà họ Lục chúng tôi không thiếu chút tiền này. Anh ba, cuối cùng anh cũng quay về rồi. Lần này anh có mang quà về cho em không? Đương nhiên là có rồi. Làm sao anh quên được mang quà về cho em gái chứ? Em xem có thích không? Anh ba, anh tốt với em nhất. Không phải vai diễn nào tôi cũng nhận đâu. Tôi cũng cần chọn kịch bản đấy. Anh ba, anh ấy là bạn của em. Chắc chắn kịch bản sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh không tin anh ấy chẳng nhẽ cũng không tin em sao? Anh ba không tin ai thì cũng không thể không tin Tiêu Tiêu của chúng ta được. Nếu đã là bạn của Tiêu Tiêu vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vậy mà lại dám cho tôi quay chụp thể loại này. Tuyệt đối không thể nào. Không quay cũng được thôi. Chỉ cần cậu giao ra số tiền bồi thường khổng lồ như trong hợp đồng là được. Nhưng mà nhà họ Lục các cậu đã phá sản mất rồi. Cậu còn bồi thường nổi sao?
Tiêu Tiêu em giúp anh ba đi, em nói với bạn của em, bảo anh ta hãy giải trừ hợp đồng đi có được không? Đầu tiên anh ta không phải bạn của tôi. Thứ hai là tự anh ký vào hợp đồng. Có liên quan gì đến tôi chứ? Tiêu Tiêu, em đây là đang muốn ép chết anh ba sao? Anh có chết hay không thì liên quan gì đến tôi? Bây giờ tôi không còn là người nhà họ Lục nữa rồi. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Dịch Trạch, anh đi đi. Anh đi với tôi sẽ không có cơm ăn đâu. Xin lỗi, mong anh bảo trọng. Đừng mà anh ba. Em làm cái gì vậy? Cứ để anh chết đi là xong chuyện rồi. Anh ba, em nói chuyện với bọn họ rồi. Anh không cần quay loại phim kia nữa. Chúng ta có thể từ từ đền bù tiền hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, em sẽ trở thành người đại diện của anh. Em sẽ làm cho anh trở thành ảnh đế một lần nữa. Chị Hạ. Chị Hạ. Chắc chắn không phải em gái đâu. Chắc chắn có chuyện gì nhầm lẫn ở đây rồi. Không. Em gái, em tỉnh lại đi. Lái nhanh hơn nữa đi. Chị Hạ, anh ba biết sai rồi. Hy vọng em có thể cho anh ba cơ hội để bù đắp cho em. Vậy chuyện này cứ chốt như vậy nhé. Chào mừng cô trở thành nhân viên của công ty giải trí ngôi sao. Ngày mai cô sẽ chính thức nhậm chức. Về sau vẫn mong mọi người chỉ bảo tôi nhiều hơn. Hẹn ngày mai gặp lại. Đúng là lo thừa mà. Năng lực tốt như thế mà còn cần đi cửa sau. Mình chuẩn bị bao nhiêu thứ cũng không cần dùng đến. Tổng giám đốc Trương, rốt cuộc cô ấy là ai vậy? Vậy mà ông lại đích thân phỏng vấn. Chuyện cô không nên hỏi thì đừng có hỏi. Cứ nhớ kỹ, cô đừng có mà đắc tội với cô ấy là được rồi. Ồ, đúng rồi, bên phía Dịch Trạch đã trả lời chưa? Lục ảnh đế đã từ chối lời mời của chúng ta. Lý do là gì? Cậu ấy nói muốn về nhà gặp em gái. Xì cái tên Lục Dịch Trạch yêu chiều em gái này. Đúng là danh bất hư truyền. Vậy được thôi, hãy mời cả em gái cậu ta đến đây. Hoạt động lần này mà thiếu đi đỉnh lưu như Lục Dịch Trạch sẽ là một tổn thất rất lớn. Vâng thưa ông chủ. Vậy mà cô ấy lại có kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Tôi đúng là đã lo lắng thừa rồi. Cứ như vậy trước đi. Chúng ta ăn cơm thôi. Buổi sáng em đã không ăn gì tử tế rồi. Wow, anh trai còn tính được cả thời gian em quay về nữa. Đúng là quá tinh tế rồi. Anh trai không chỉ tinh tế đâu. Cảm ơn bữa ăn của anh trai. Tôi ăn đây nhé. Rốt cuộc cô ấy còn cho mình bao nhiêu bất ngờ nữa đây. À anh trai, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Tôi có thể. Đương nhiên có thể. Tôi còn chưa nói là chuyện gì mà. Không cần biết em định nói gì, anh trai đều sẽ đồng ý hết. Không cần biết em định nói gì, anh trai đều sẽ đồng ý hết. Anh. Anh trai vẫn nên nghe tôi nói hết thì hơn. Tôi đã tìm được việc làm rồi. Nhưng mà về sau tôi có thể sống ở đây với anh trai được không? Tôi có thể đóng tiền nhà và tiền ăn uống. Tiền nhà và tiền ăn uống, đúng thế. Em coi nhà của anh trai là khách sạn rồi à? Không phải thế, không phải thế, ý của em không phải như vậy. Em cứ coi nhà của anh trai là nhà của mình đi. Nhà sao? Tiêu Tiêu. Anh ba con sắp quay về nhà rồi. Thằng bé vừa nghe nói con bị tủi thân thì vội vã trở về nhà. Con còn lo lắng cái gì chứ? Con cũng yêu anh ba nhất, em gái. Anh ba. Cuối cùng anh cũng về nhà rồi, tránh ra. Em gái em đang ở đâu rồi? Mấy người làm gì em gái tôi rồi? Anh ba, nếu anh còn giả vờ không quen biết em như này nữa, em sẽ không quan tâm anh nữa đâu. Nhưng mà nể tình anh mang quà về cho em. Em sẽ không tính toán với anh nữa. Cô đừng có đóng kịch nữa. Cái gì cơ? Này. Chuyện này, cái gì cơ? Anh nói chiếc xe kia là của Lê Mặc Diên. Đã chắc chắn chưa? Tôi đã xác nhận 3 lần rồi. Lê Mặc Diên, người con trai ngoài giá thú thần bí đứng đầu nhà họ Lê. 2 năm trước đột nhiên lên nắm quyền Lê Thị. Những người phản đối cậu ta đều biến mất sau một đêm. Chẳng trách cậu ta không sợ nhà họ Lục. Không được,
Không thể để chị Hạ bị loại người như thế này bắt đi được. Mau đi chuẩn bị xe. Thằng út kia em mau cút ra đây cho anh. Anh ba sao tự nhiên anh lại quay về? Nếu anh mà không về thì làm sao biết được em đuổi em gái ra khỏi nhà chứ? Là Lục Tiêu Tiêu mách lẻo với anh à? Kể cả anh có về thì cũng không thay đổi được gì đâu. Anh quan tâm cái chó gì Lục Tiêu Tiêu? Anh đang hỏi chị Hạ. Chị Hạ đang ở đâu rồi hả? Hả? Em đang tính toán cái gì thế? À, tôi đang nợ 3 triệu. À không, tôi đang tính phí luật sư của đại luật sư Lục Vân Thanh. Tôi đang xem lúc nào mới có thể trả hết nợ. Phí luật sư á? Ừm, Tổng Giám đốc Lê. Lục Vân Thanh và Lục Dịch Trạch đang ở ngoài cửa. Em cứ từ từ tính đi, tôi đi giải quyết mọi chuyện. Được, anh trai đi làm việc đi. Giúp em gái của mình mà cũng tính phí luật sư. Đúng là hết nói nổi. Lục thiếu gia xin anh đừng làm khó chúng tôi. Đây rõ ràng là Lục Dịch Trạch làm khó tôi. Anh ta còn muốn tôi đợi bao lâu nữa? Xem ra Tổng Giám đốc Lê đã đắc tội với ảnh đế Lục rồi. Lê Mặc Diên, em gái của tôi ở đâu rồi? Lục thiếu gia muốn đi tìm em gái sao không về nhà của mình đi? Sao lại đến nhà của họ Lê tôi làm gì? Cậu đừng giả ngu nữa, chị Hạ đang ở chỗ của cậu. Ồ, các anh nói em gái của tôi là chị Hạ. Không sai. Chị Hạ đúng thật là đang ở chỗ tôi. Cậu mau trả em gái lại cho tôi. Cô ấy nhận người anh như anh sao? Chỉ là bây giờ em ấy không nhận thôi. Tôi sẽ làm cho em ấy thừa nhận tôi. Lục thiếu gia vẫn nên bớt tự coi mình là đúng đi. Nếu người ta nhận anh thì đã chẳng đi khỏi nhà họ Lục rồi. Vậy nên không phải tôi mang chị Hạ đi, mà là mấy người đẩy chị Hạ đến cho tôi. Người em gái mà nhà họ Lục mấy người không cần thì tôi cần. Đứa em gái mấy người không sủng ái thì để Lê Mặc Diên tôi chiều cho. Đồ khốn nạn, rốt cuộc em đã làm gì em gái rồi hả? Là em có lỗi với con bé. Em thôi bỏ đi, anh cũng không có tư cách trách em. Tổng Giám đốc Lê, trước đây đúng là chúng tôi nợ chị Hạ quá nhiều, nhưng sau này chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức bù đắp cho em ấy. Cậu có thể trả em gái lại cho chúng tôi được không? Điều kiện gì cũng được. Anh nghĩ Lê Mặc Diên tôi thiếu cái gì không? Chuyện này. À, hình như tôi có thiếu một thứ đấy. Cậu nói đi, chỉ cần nhà họ Lục chúng tôi có, chắc chắn sẽ mang tới cho anh. Vừa hay tôi cũng thiếu một em gái. Cậu. Cảm xúc của ảnh đế Lục tốt nhất nên dùng khi đóng phim đi. À đúng rồi. Thứ này là cho đại luật sư Lục. Đây là cái gì? Đây là phí luật sư mà người làm anh tôi thay mặt trả cho chị Hạ. Tiền thừa sẽ coi như là tiền thưởng. Cái thằng khốn nạn này. Em vậy mà lại dám đòi phí luật sư từ em gái. Em có đòi đâu, là tự em gái muốn mà. Em không từ chối được nên mới phải đồng ý với em ấy. Em cũng nói giỏi thật đấy. Trả lại nó cho Tổng Giám đốc Lê của mấy người đi. Anh trai có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, sao nào em tính ra được rồi à? Ừm. Mặc dù phí luật sư của đại luật sư Lục rất đắt, nhưng với tiền lương mà tôi nhận được từ công việc mới, nửa năm là đã có thể trả hết nợ rồi. Còn tiết kiệm gì chứ? Anh trai không muốn em phải sống khổ sở, đâu có khổ gì đâu. Bây giờ tôi chỉ cần làm một công việc, trả một khoản nợ. Thế là rất thoải mái rồi, chẳng có gì vất vả hết. Rốt cuộc mấy năm nay cô ấy đã phải chịu khổ đến thế nào chứ? Thật sự không gọi cho anh hai sao? Lê Mặc Diên chắc hẳn sẽ nể mặt của anh hai phần nào. Chúng ta có khả năng mang được em gái về nhà đấy. Bây giờ không còn là vấn đề mang người về nữa rồi. Rõ ràng là do em gái không thừa nhận chúng ta. Là lỗi của em. Bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Em mau tìm cách để em gái tha thứ cho chúng ta đi. Bây giờ anh còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của em gái đây. Ai thế? Có phải người có liên quan đến em gái không? Là chuyện hợp tác làm ăn của anh. Không liên quan gì đến em gái hết. Dừng xe. Bây giờ anh phải đi giải quyết công việc. Em về nhà trước đi. Về nhà hãy đóng cửa suy nghĩ lại chuyện hôm nay. Chúng ta đi thôi.
em chọc giận em gái. Anh còn lâu mới nói cho em hử. Tin tức về chị Hạ mà anh giao cho tôi điều tra đã có rồi, cô ấy đã được nhận vào công ty giải trí ngôi sao. Mình nhất định sẽ nhân cơ hội này lay chuyển em gái, để cho em gái nhận người anh ba như mình đầu tiên. Chọc tức em út và anh hai, anh quay về công ty giải trí ngôi sao đi, tôi đồng ý với lời mời của bọn họ. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Anh trai em phải đi làm mà. Không phải đi nhà trẻ nên anh không cần đưa đón đâu. Em sợ người khác nhìn thấy em đang đi cùng anh trai à? Em sợ người khác nhìn thấy em đang đi cùng anh trai à? Em sợ người khác nhìn thấy anh rồi đòi cướp anh trai thôi. Dù sao anh trai cũng đẹp trai như vậy mà. Người khác không cướp nổi đâu. Dù sao anh trai cũng chỉ nhất kiến trung tình với duy nhất một người là em. Thôi được rồi đấy anh trai, em đi làm đây, hẹn gặp lại. Vãi cả đạn. Có phải mặt trời mọc đằng Tây rồi không? Lê Cảnh Xuyên em trai của Lê Mặc Diên, anh hai, có phải em nhìn đúng rồi không? Người kia chính là một người phụ nữ. Sáng sớm ngày ra anh đã đưa tiễn một người phụ nữ. Cô ấy không phải đã qua đêm ở nhà chúng ta rồi chứ? Anh mau nói với em đi. Người kia là đại minh tinh hay là thiên kim đại tiểu thư của nhà nào? Mà có thể làm cho cây sắt nghìn năm là anh trai của em nở hoa rồi. Hôm nay đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Cậu vậy mà lại chủ động đến tìm tôi. Còn là sáng sớm ngày ra nữa chứ. Nói đi có chuyện gì vậy? Này anh hai, lời của anh là có ý gì? Em phải có việc mới đi tìm anh à? Rõ ràng là em nhớ anh hai. Vì vậy nên cả tối hôm qua em mãi cũng không ngủ được đấy. Thế nên sáng sớm hôm nay em mới chạy qua đây tìm anh luôn. Bây giờ gặp rồi, cậu có thể đi được rồi đấy. Này anh hai anh. Đúng thật là em có chút chuyện nhỏ. Em hết tiền rồi. Mấy hôm nay em đang quen với hai ngôi sao nhỏ, vậy nên đã tiêu hết tiền rồi. Trần Bình, vâng thưa sếp. Chú ý sức khỏe đấy. Cảm ơn anh hai. Anh hai anh yên tâm đi. Sức khỏe của em tốt lắm. À đúng rồi anh hai. Bao giờ anh mới cho em gặp chị dâu vậy? À anh hai. Đột nhiên em nhớ ra em còn có chuyện gấp. Hôm khác em sẽ đến gặp anh sau nhé. Tổng giám đốc Lê, anh không khuyên nhủ Cảnh Xuyên thiếu ra sao? Càng ngày cậu ấy càng xin tiền hơn. Nó cứ xin tiền như vậy cũng tốt. Dù sao thì đời này tôi cũng không muốn phải mất đi người thân cuối cùng nữa. Lục Dịch Trạch ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe. Chuyện đó, trùng hợp thật đấy. Em cũng làm việc ở đây à? Nói thế này không được. Nói thế như kiểu mình không quan tâm em ấy lắm. À chuyện kia. Em gái cuối cùng em cũng đến rồi. Anh đợi em biết bao lâu rồi đấy. Hai cứ cảm thấy như thế cũng không ổn. Nói như thế cứ giống như mình đang âm thầm điều tra em ấy. Như vậy sẽ khiến cho em ấy không có ấn tượng tốt với mình. Biết phải mở đầu như thế nào đây? Này Dịch Trạch, rốt cuộc cậu đang chờ ai vậy? Không phải là người phụ nữ đó chứ? Đúng là một người phụ nữ. Là người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất thế giới. Này này thế thì làm vậy không được đâu. Bây giờ cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thời gian này không được phép xảy ra bê bối đâu đấy. Làm như thế chẳng khác nào giống người kia. Anh nghĩ cái gì vậy? Cô ấy là em gái của em gái. Lục Tiêu Tiêu. Như vậy thì không sao. Nói đến Lục Tiêu Tiêu, tại sao cô ấy lại làm việc ở công ty giải trí ngôi sao chứ? Đợi đã, hình như người kia không phải là Lục Tiêu Tiêu. Em gái. Anh ba. Em gái là anh đây, anh là anh ba của em. Xin Lục tiên sinh hãy tự trọng. Tôi không phải em gái của anh. Cái gì cơ? Em gái. Xem ra em cũng không thừa nhận anh. Lục tiên sinh, tôi họ Chỉ. Tôi không có ý định thay đổi họ tên đâu. Anh đã về muộn rồi. Tôi còn phải làm việc, tôi xin phép đi trước. Chỉ Hạ, ông cố nội ơi, cậu đừng đuổi theo nữa. Hình như anh ba không giống với kiếp trước. Cậu còn đuổi theo nữa là ngày mai sẽ lên đầu trang báo ngồi đấy. Chính là anh ấy. Đầu trang cái gì mà đầu trang. Con bé là em gái ruột của tôi. Thôi chúng ta đi trước đi. Đợi đã Lục tiên sinh, Lục tiên sinh.
Chị Dương đẹp thật đấy. Chị Dương, em nghe nói hoạt động đêm ngôi sao lần này, ảnh Đế Lục cũng sẽ tham gia đấy. Chuyện đó có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Dịch Trạch đích thân nói với tôi đấy. Không ngờ quan hệ giữa chị và ảnh Đế Lục lại thân thiết đến thế. Vậy thì lần này chắc chắn chị Dương sẽ tiếp đón ảnh Đế Lục nhỉ? Ngưỡng mộ chị Dương quá đi mất. Có thể tiếp xúc gần với ảnh Đế Lục. Mấy người ngưỡng mộ cũng đúng thôi. Đừng nói đến năng lực của chị Dương. Chỉ cần nói đến vẻ ngoài thì người ta cũng đã là người xinh đẹp nhất công ty chúng ta rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tư cách đón tiếp ảnh Đế Lục đương nhiên sẽ thuộc về chị Dương. Cô ấy chính là nhân viên mới. Nhìn cũng xinh quá đi. So với chị Dương. Cô là nhân viên mới à? À chào chị, tôi là. Tôi không quan tâm cô tên là gì. Mau đi rót một ly cà phê cho chị Dương đi. Chị Dương là ai vậy? Tại sao tôi phải rót cà phê cho cô ấy? Đây chính là chị Dương Dung. Về sau chị ấy bảo cô làm cái gì thì cô làm cái ấy. Đã rõ chưa? Còn không mau đi đi. Hóa ra là như vậy. Chị Dương, tôi xin lỗi. Tôi không biết chị là người khuyết tật. Xin lỗi chị nhiều lắm. Nhưng mà tôi sẽ không kỳ thị chị đâu. Cô nói ai là người khuyết tật? Chị không phải người khuyết tật à? Vậy tại sao chị có tay có chân lại bắt người khác phải rót cà phê cho chị? Người mới kia ý cô là gì vậy hả? Bảo cô rót cà phê cho chị Dương mà cô còn dám có ý kiến. Tại sao tôi không dám? Công việc của tôi là làm việc với nghệ sĩ, chứ không phải là phục vụ cô ta. Cô có biết chị Dương là ai không? Tôi nói cho cô biết. Mặc dù chị Dương không phải nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ nào trong giới giải trí cũng phải nể mặt chị Dương. Ngay cả ảnh Đế Lục cũng phải tán thưởng chị Dương của chúng tôi. Chỉ cần một câu của chị Dương cũng có thể khiến cô cút khỏi cái ngành này. Trời ơi, chị Dương lợi hại quá ta. Về sau tôi phải học tập chị nhiều hơn rồi. Đến rồi kìa, đến rồi kìa. Trời ơi, đẹp trai quá. Ảnh Đế Lục đẹp trai thật đấy. Nhìn cậu ấy còn đẹp trai hơn cả trong phim nữa. Quả nhiên là anh ấy. Nhưng mà chẳng liên quan gì đến mình hết. Nhìn thấy gì chưa? Vừa nãy ảnh Đế Lục còn cười nhìn về phía chúng ta đấy. Làm gì có chuyện đó chứ. Rõ ràng là ảnh Đế Lục đang chào hỏi chị Dương. Không ngờ lần trước chỉ bắt tay với ảnh Đế Lục có một lần, vậy mà anh ấy đã phải lòng mình rồi. Đúng là mình đã đánh giá thấp mị lực của mình mà. Chị Dương, tôi chưa từng thấy ảnh Đế Lục cười dịu dàng như thế với ai. Không phải là hai người. Cô đừng nói linh tinh. Tôi không muốn trì hoãn sự nghiệp của Dịch Trạch. Hai người vậy mà thật sự. Chị Dương, chị đúng là quá lợi hại rồi đó. Chúng tôi ngưỡng mộ chị chết mất. Tôi chưa hề nói gì đâu đấy. Nếu như Lục Dịch Trạch đã bị sắc đẹp của tôi quyến rũ, lần này tôi nhất định sẽ có được anh ấy, trở thành vợ của ảnh Đế, cũng để anh ấy nuôi tôi cả đời. Người mới kia, những gì chúng tôi vừa nói cô đã nghe thấy chưa? Thân phận của ảnh Đế Lục không cần tôi phải nói nhiều nữa rồi nhỉ. Cô đắc tội chị Dương cũng chính là đắc tội ảnh Đế Lục. Nếu cô không muốn bị phong sát trong cái ngành này thì hãy xin lỗi chị Dương đi. Xin lỗi chị Dương ha. Thế là hết rồi à? Không phải cô muốn tôi nói xin lỗi sao? Tôi nói rồi đấy. Người mới bây giờ đều mất lịch sự như vậy nhỉ? Xin lỗi cũng chẳng có chút thành ý gì cả. Đúng đấy, lời xin lỗi của cô chẳng có chút thành ý gì hết. Tôi muốn cô phải quỳ xuống xin lỗi chị Dương. Mấy người còn chưa thôi đi à? Tôi đến đây để làm việc, không phải đến đây xem mấy con chó giả làm người. Cái con tiện nhân này. Cô mắng ai là chó? Ảnh Đế Lục. Tổng giám đốc Trương, môi trường làm việc của quý công ty đúng là làm tôi mở mang tầm mắt đấy. Giữa thanh thiên bạch nhật còn muốn đánh nhau. Ảnh Đế Lục, là do tôi chưa quản lý tốt công ty, để anh phải cười chê rồi. Cô lập tức đi ngay khỏi đây cho tôi. Cái gì cơ, chị Dương? Tổng giám đốc Trương đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người mới đến này không hiểu quy tắc. Chúng tôi chỉ hướng dẫn cho cô ấy mà thôi. Cô ấy không những muốn lên mặt với chúng tôi mà còn nói ra những lời khiếm nhã. Vậy nên, một nhân viên có làm sai hay không từ lúc nào đã đến lượt cô nói vậy? Hay là cô thay tôi làm chủ đi? Ấy ấy, Tổng Giám đốc Trương, tôi không có ý như vậy. Vậy thì mau im miệng cho tôi. Làm tốt công việc của mình là được rồi. Người đâu? Mau đuổi người này ra ngoài cho tôi. Tổng Giám đốc Trương, xin anh đừng đuổi việc tôi. Không dễ gì tôi mới tìm được công việc này. Chị Dương, xin chị nói giúp tôi với Tổng Giám đốc Trương. Tôi làm mọi chuyện đều là vì cô mà. Ảnh Đế Lục,
chuyện này chỉ là hy hữu mà thôi. Tôi bảo đảm về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Hy vọng anh đừng nghĩ xấu về công ty chúng tôi. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Ảnh đế Lục. Anh bận trăm công nghìn việc lại đến đây tham gia đêm hội ngôi sao của chúng tôi. Tôi sẽ tìm cho anh một người đại diện có kinh nghiệm phong phú để đảm nhiệm công việc của anh. Tổng giám đốc Trương, anh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ tiếp đón ảnh đế Lục một cách tốt nhất. Chị Hạ, tôi giao ảnh đế Lục cho cô cả đấy. Cái gì cơ? Tổng giám đốc Trương, tại sao anh lại có thể chọn người như cô ta để tiếp đón ảnh đế Lục chứ? Cô ta chỉ là người mới, cái gì cũng không biết thôi. Cô ta sẽ làm gián đoạn công việc của ảnh đế Lục đó. Tôi tin cô ấy có thể làm tốt công việc này. Tổng giám đốc Trương, anh đây là đang thiên vị. Rõ ràng tôi mới là người có kinh nghiệm phong phú nhất công ty. Tôi không phục. Dương Dung, tôi thấy cô không cần công việc này nữa rồi đúng không? Là tôi làm khó tổng giám đốc Trương rồi. Để tôi giải thích cho mọi người hiểu. Là tôi đặc biệt yêu cầu chị Hạ làm việc cho tôi. Ảnh đế Lục, tại sao anh lại chọn cô ta chứ? Anh nên chọn tôi mới phải. Tại sao tôi phải chọn cô? Tôi là Dương Dung. Dương Dung, đúng rồi đúng rồi. À, tôi không quen. Hả, cái gì cơ? Chị Hạ, lần này đành phải làm phiền em rồi. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện công việc đi. Đi thôi. Đợi đã, ảnh đế Lục. Trước đây chúng ta từng bắt tay nhau đó. Hơn nữa lúc nãy khi anh đến còn nhìn về phía tôi cười. Sao anh lại không quen biết tôi được chứ? Não của cô có vấn đề à? Ai mà cười với cô chứ? Rõ ràng tôi vừa cười với chị Hạ mà. Cô tìm một cái gương rồi nhìn lại bản thân đi. Tổng giám đốc Trương, tôi tin cô có thể làm tốt. Tôi hiểu rồi. Được rồi đấy. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Mọi người không biết đâu. Vừa nãy Dương Dung suýt chút nữa đã nói mình là vợ của ảnh đế rồi. Kết quả là người ta căn bản còn không quen cô ta. Kiếp trước em gái cũng giúp mình làm việc như vậy. Lục tiên sinh, đây chính là kế hoạch của tôi. Anh xem có vấn đề gì không? Không cần đâu, tuyệt đối không có vấn đề gì. Em gái sắp xếp công việc sao có thể có vấn đề? Lục tiên sinh, anh vẫn nên gọi tên tôi đi. Chị Hạ, thật ra em cũng không cần đi làm. Đi làm không những vất vả, có khi còn gặp được mấy người bắt nạt em, anh. Nếu như Lục tiên sinh thật sự cảm thấy tôi vất vả, vậy thì anh cứ xem bản kế hoạch trước đi. Được rồi, để anh nhìn qua xem thế nào. Nhìn tổng thể thì rất tốt, chỉ có một vấn đề nhỏ mà thôi. Đó là liên quan đến tiệc rượu tối nay. Anh nói đi. Không cần phải nghiêm túc như thế. Chính là tiệc rượu tối nay anh không có bạn đi cùng nữ. Anh có thể mời em làm bạn đi cùng của anh được không? Làm sao Lục tiên sinh không có bạn nữ đi cùng được chứ? Rõ ràng anh là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí mà. Chỉ cần một câu của anh là đã có vô số phụ nữ đang xếp hàng chờ rồi. Anh làm gì dám tiếp xúc với mấy người phụ nữ đó? Bọn họ làm gì có ai ngây thơ trong sáng đâu. Nếu như hôm nay anh dám đi tìm bọn họ, vậy thì sáng mai chuyện này nhất định sẽ lên báo. Không phải Lục tiên sinh còn có một em gái sao? Anh bảo cô ấy đi cùng đi. Cô ta mà cũng xứng à? À, em ấy đi cùng bạn rồi. Đi cùng bạn đi chơi ấy mà. Chị Hạ, nếu như em không giúp anh thì không còn ai có thể đâu. Anh xin em hãy cứu anh. Em giúp anh đi mà. Anh xin em đấy. Đừng mà anh ba. Em ngăn anh làm gì? Thà rằng cứ để anh chết đi cho rồi. Này này. Có được không thế? Được, tôi đi với anh. Tốt quá rồi. Chị Hạ, chuyện đó. Anh chuẩn bị cho em một món quà. Món quà này vô cùng ơ kìa. Lục tiên sinh hẹn gặp lại anh tối nay. Không sao cả, tối nay mình sẽ tìm cơ hội khác tặng em gái. Đến lúc đấy sẽ chụp ảnh cùng em ấy. Chọc tức em út và anh hai. Đúng là phiền phức mãi không thôi mà. Vẫn chưa gọi được sao? Thế nào rồi, anh ba con đã nghe máy chưa? Mẹ ơi, anh ba chặn con rồi. Anh ấy cũng thay đổi rồi. Anh không thích con nữa. Chuyện này làm sao có thể?
Trước đây anh ba con chiều con như thế mà. Sao tự nhiên thằng bé lại thay đổi chứ? À, chắc chắn là nó đang bận việc. Trước đây anh ba dù có bận thế nào, sau khi anh ấy xong việc đều sẽ gọi cho con đầu tiên. Bây giờ anh ấy không quan tâm đến con thì thôi đi. Lại còn chặn số điện thoại của con nữa chứ. Bà chủ, công ty giải trí ngôi sao mang thiệp mời đến. Bọn họ muốn mời đại tiểu thư tham gia tiệc rượu của đêm hội ngôi sao. Con cũng không phải người trong giới giải trí. Bọn họ mời con làm gì chứ? Đêm hội ngôi sao. Đây không phải là hoạt động mà anh ba con đang tham gia sao? À, mẹ biết rồi. Đây chắc chắn là do anh ba con sắp xếp. Thằng bé muốn con làm bạn đồng hành nữ của nó. Ha 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 ha. Thì ra mấy ngày gần đây anh ba mãi không để ý đến con. Là vì muốn tạo cho con một bất ngờ. Ha ha ha. Anh ba thật đúng là chẳng biết đùa gì cả. Làm con lo lắng muốn chết đi được. Dì Lý dì hãy lấy ra hết những bộ lễ phục đẹp nhất của tôi ra đây. Tối nay con muốn tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ con. Không phải em nói anh không cần đến đón em sao? Tôi tiện đường qua đây. Em chưa về nhà đâu. Tí nữa em còn phải đi đến tiệc rượu. Tiệc rượu. Anh trai không muốn em đi à? Tại sao anh trai lại mang em đến đây? Đi tham dự lễ hội đương nhiên phải mặc những bộ váy lộng lẫy nhất rồi. Anh trai muốn đưa em đến tiệc rượu à? Không phải anh trai từng nói rồi sao? Em muốn làm gì anh trai đều đồng ý với em hết. Cảm ơn anh trai. Nhưng mà em mặc thế này là được rồi. Không cần thiết phải mặc những bộ váy đẹp kia. Những gì người phụ nữ khác có thì em cũng phải có. Anh trai sẽ không để em chịu thua kém với những người phụ nữ khác đâu. Em đi thử quần áo đi. Anh trai anh thấy bộ này như thế nào? Tự nhiên anh trai cảm thấy hối hận vì để em đi rồi. Cạn ly. Thì ra cô chính là em gái Lục Tiêu Tiêu của ảnh đế Lục. Hẳn nào ảnh đế Lục vô cùng chiều chuộng cô. Cô xinh đẹp như vậy. Ai mà không yêu chiều cô chứ? Tiêu Tiêu may mà cô không hoạt động trong giới giải trí. Nếu không chúng tôi sẽ không còn chỗ đứng nữa rồi. Lục đại tiểu thư. Tối nay tôi có thể mời cô làm bạn đồng hành nữ của tôi được không? Rất xin lỗi anh. Hôm nay tôi sẽ làm bạn đồng hành nữ của anh trai tôi. Tôi cũng không phải người trong giới giải trí. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đến đây đâu. Nhưng mà tại anh ba tôi mong ngóng quá. Ngay cả bạn đồng hành nữ cũng chọn em gái. Trời ơi, ảnh đế Lục đúng thật quá chiều cô rồi. Chúng tôi ngưỡng mộ cô chết đi được. Với địa vị của ảnh đế Lục, người đồng hành cùng với cậu ấy chắc chắn sẽ là người phụ nữ tỏa sáng nhất ngày hôm nay. Từ điểm này có thể nói, Lục đại tiểu thư thật xứng đáng với vị trí này. Tốt quá, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng đi. Tâm điểm chú ý của ngày hôm nay nhất định sẽ thuộc về mình. Đây là ai vậy? Thật sự đẹp quá đi mất. Lúc này chị Hạ diện chiếc váy màu xanh như công chúa lọ lem bước từng bước xuống cầu thang. Wow, mọi người có ai quen biết cô ấy không? Cô ấy tuyệt đối là người phụ nữ tỏa sáng nhất ngày hôm nay. Có ai giúp tôi được không? Tôi muốn làm quen với cô ấy. Mình không nên nghe theo anh trai. Chị Trì Hạ. Chị Trì Hạ, sao tự nhiên chị lại tới đây? Trì Hạ, năng lực của cô giỏi đấy. Vậy mà cũng có thể vào được đây. Bố đường nào cho cô vào đây đấy? Á, Tiêu Tiêu. Mau đứng lên đi, Tiêu Tiêu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô có biết cô ấy không? Cô ấy là bạn của anh út tôi. Vốn dĩ tôi muốn chào hỏi cô ấy. Ai ngờ cô ấy. Nếu đã là bạn của anh út cô, vậy thì tại sao cô ấy lại đối xử với cô như thế? Có lẽ là do nhìn thấy anh út của tôi chiều tôi quá nên có chút hiểu lầm. Cô ấy thích anh út của tôi. Thì ra lại là một người phụ nữ nữa muốn trở thành vợ của ảnh đế Lục. Ảnh đế Lục nuông chiều em gái của mình mà cũng ghen được. Nhìn thì cũng xinh đấy. Không ngờ cô ta lại có lòng dạ độc ác như vậy. Thế mà đại luật sư Lục lại có một người bạn như cô. Xem ra cô cũng bỏ ra nhiều đấy. Anh út không phải tôi không bảo vệ anh. Ai bảo anh không thích tôi chứ? Đầu tiên tôi không phải bạn của đại luật sư Lục. Thứ hai tôi cũng không có hứng thú gì với Lục Minh Tinh hết. Đứng lại, cô chưa xin lỗi một câu mà đã muốn rời đi rồi sao? Đứng lại, cô chưa xin lỗi một câu mà đã muốn rời đi rồi sao? Những gì nên nói thì tôi đã nói hết rồi. Nói hết rồi. Ý của cô là những gì Lục đại tiểu thư nói là sai sao? Cô ấy không thừa nhận thì thôi. Tôi cũng không sao hết. Chi bằng cho cô ấy đi đi. Cô ta bắt nạt cô mà cô cũng muốn nói giúp cho cô ta sao? Chúng tôi biết phải giải thích thế nào với ảnh đế Lục đây. Tôi vẫn còn có việc.
không rảnh mà cũng không có tâm trạng diễn với mấy người. Tôi thấy công việc của cô là đến đây quyến rũ ảnh đế Lục thì có. Tôi nói cho cô biết. Cô chết tâm đi. Ăn mặc xinh đẹp một chút là tưởng rằng mình có thể lọt vào mắt xanh của ảnh đế Lục sao? Ảnh đế Lục không phải kiểu người ăn tạp như thế đâu. Cô vì để quyến rũ ảnh đế Lục mà bỏ ra nhiều công sức đấy. Ấy lễ phục này của cô. Mọi người mau đến đây xem đi. Cô ta lại dám mặc đồ giả đến quyến rũ ảnh đế Lục. Tại sao cô lại biết đây là giả? Tôi biết kiểu dáng của mẫu váy thật. Nó chính là thiết kế giới hạn của tập đoàn Lê Thị. Trị giá mấy chục triệu trở lên. Trên đời này chỉ có duy nhất một bộ. Người có tiền muốn mua cũng không mua được. Làm sao cô ta có thể mặc nó lên người chứ? Chắc chắn cô ta đang mặc hàng nhái thôi. Tác phẩm của tập đoàn Lê Thị. Thôi được rồi, cô không cần quan tâm tôi nữa. Đợi đã Lê Thiếu. Anh cho người ta đi theo anh đi mà. Tôi đến đây là muốn quen biết thêm mấy ngôi sao nhỏ. Lý Thiếu, cái gì mấy ngôi sao nhỏ làm được tôi cũng làm được. Chuyện mà mấy người đó không làm được tôi lại làm được. Lê Thiếu, hay là bây giờ chúng ta nghỉ ngơi luôn đi. Thôi được rồi. Cô tự đi chơi đi. Tôi phát hiện ra mục tiêu rồi. Lê Thiếu. Chị Hạ. Anh trai, anh thấy bộ này có đẹp không? Bộ này chắc chắn rất đắt nhỉ? Lại khách sáo với anh trai rồi đấy. Quần áo của công ty anh trai thì có thể đắt được đến đâu chứ? Em yên tâm đi. Tập đoàn Lê Thị. Thì ra anh ấy là... Sao nào bị nói cho nghẹn họng rồi à? Bộ váy này của cô là giả. Khuôn mặt này chắc cũng là giả đúng không? Cả người cái gì cũng là giả. Mà cũng dám mơ tưởng đến ảnh đế Lục. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Sao nào lời tôi nói không đúng sao? Chẳng nhẽ cô muốn nói bộ váy này là thật? Tốt nhất cô đừng nên nói. Nhìn cô ta như vậy chắc chắn không thể mua nổi đâu. Lỡ như là chủ tịch tập đoàn Lê Thị đích thân tặng cô ta thì sao? Tổng giám đốc Lê Thị Lê Mặc Diên là người như thế nào chứ? Tôi cũng mới chỉ có duyên gặp một lần. Cô ta mà cũng xứng sao? Sự việc đã đi xa đến mức này rồi. Còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của mình nữa. Cô đừng trách tôi. Là tự cô mặc hàng nhái đến tiệc rượu đấy. Tôi quen hay không quen tổng giám đốc Lê thì liên quan gì đến mấy người? Đợi đã. Đây không phải là em trai của Lê Mặc Diên sao? Là thiếu gia Lê Cảnh Xuyên. Lê thiếu gia, anh cũng đến rồi à? Người đẹp không biết nên gọi cô là gì. Tôi là người nhà của anh trai tôi. Lê thiếu gia, anh đừng bị vẻ ngoài của cô ta mê hoặc. Cô ta không phải người tốt đâu. Con người tôi chỉ thích nhìn mặt. Cô ấy là loại người như thế nào tôi không quan tâm. Lê thiếu gia, mặt của cô ta là giả đó. Trên người cô ta có cái gì không phải là giả đâu. Anh không tin thì hãy nhìn quần áo của cô ta đi. Bộ váy của cô ta là do Lê Thị thiết kế. Anh nhìn một cái là có thể nhận ra thật giả rồi. Chị Hạ, đợi Lê thiếu gia xác nhận xong. Cô còn không phải là trò cười của thành phố Vân này sao? Về sau cô sẽ không còn sự uy hiếp nào đối với tôi nữa. Dù sao nhà họ Lục cũng sẽ không để cho đại tiểu thư là trò đùa cho thiên hạ. Mấy người đang nói linh tinh gì vậy? Bộ váy này có phải là giả đâu. Đây đúng là thiết kế của Lê Thị chúng tôi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Chuyện này không thể nào. Lê thiếu gia, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Làm sao tôi có thể nhìn nhầm được? Chiếc váy này tôi đã hỏi xin anh trai mấy lần. Vốn dĩ tôi muốn lấy nó ra tán gái nhưng mà anh ấy không đưa nó cho tôi. Cái này vậy mà lại là thật. Chị Chỉ Hạ, anh út đối xử tốt với chị thật đấy. Anh ấy lại mua cho chị món quà đắt tiền như vậy. Chị không được phụ lòng của anh trai em đâu đấy nhé. Ồ, thì ra là đại luật sư Lục mua cho cô ta. Tôi nói mà làm sao cô ta có thể tự mua cho bản thân được. Miệng thì cứ nói đại luật sư Lục không phải bạn của cô ta. Tay thì cứ nhận món quà đắt giá người ta tặng. Đây còn không phải loại người phụ nữ tâm cơ à? Nhận quà của đại luật sư Lục mà vẫn muốn quyến rũ ảnh đế Lục. Cô đúng là không biết đủ là gì. Đây đâu phải là không biết đủ là gì đâu. Rõ ràng cô ta đang bắt cá hai tay. Im miệng hết cho tôi. Ai nói đây là Lục thiếu gia tặng chứ? Lê thiếu gia. Là em gái của Lục thiếu gia, Lục Tiêu Tiêu nói. Cô ta đánh giá quá cao anh út của mình rồi đấy. Đừng nói là cậu út nhà họ Lục. Ngay cả cậu ba nhà họ Lục cũng không đủ tư cách mua. Cùng lắm là người đứng đầu nhà họ Lục, Lục Nam Trầm, mới có tư cách mua được chiếc váy này. Cái gì cơ? Không phải cậu út nhà họ Lục mua tặng cô ta sao? Chẳng nhẽ ngoại trừ cậu út và cậu ba nhà họ Lục, cô ta còn quen biết người quyền cao chức trọng khác. Cô ta thật giỏi quyết rũ đàn ông đấy. Đều im miệng hết cho tôi. Tôi thấy mấy người ghen tị với người ta thì có. Không ăn được nho lại chê nho xanh. Có năng lực thì mấy người cũng tìm đại gia để tặng cho mấy người món quà quý giá đi.
Lê thiếu gia, chúng tôi không phải loại người như vậy. Chúng tôi dựa vào sức của chính mình mà. Thôi được rồi. Trước mặt tôi mấy người cũng chẳng khác gì mấy cô ngôi sao kia đâu. Nhân cách của mấy người như thế nào tôi còn nhìn không rõ sao. Tôi thấy rõ ràng là mấy người ghen tị với người ta. Người ta xinh đẹp như vậy, được tặng quà cũng là điều hiển nhiên. Là tôi cũng sẽ tặng cho cô ấy. Đáng ghét, lại để cho con tiện nhân chỉ hạ này phồng mũi rồi. Người đẹp, chúng ta có thể làm quen với nhau không? Hãy cho tôi cơ hội tặng cô quà. Các người đang làm gì vậy? Ảnh đế Lục đến rồi. Anh ba, đừng có chạm vào tôi. Lê thiếu gia, anh đang làm gì vậy? Tôi nói chuyện với người đẹp thì liên quan gì tới Lục thiếu gia chứ? Ai nói không liên quan? Tối nay cô ấy chính là bạn đồng hành nữ của tôi. Bạn đồng hành nữ của anh? Cái gì cơ? Người phụ nữ này là bạn đồng hành nữ của Ảnh đế Lục. Không phải Lục Tiêu Tiêu nói anh ấy không thèm quan tâm cô ta sao? Đúng rồi, Lục Tiêu Tiêu còn nói Ảnh đế Lục xin cô ấy làm bạn đồng hành nữ của anh ấy. Anh ba, anh lại đang trêu em à? Nếu anh còn làm như vậy nữa em sẽ không quan tâm anh nữa đâu. Não cô có vấn đề à? Cô bị điên thì tự mình đi bệnh viện khám đi. Anh ba, sao anh có thể nói thế với em? Rõ ràng là anh mời em làm bạn đồng hành nữ của anh mà. Ai mời cô chứ? Cô đừng có mà hát nước bẩn cho tôi ở đây. Thái độ của anh ấy đối với Lục Tiêu Tiêu là như thế nào vậy? Anh ấy nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Tiêu Tiêu rồi sao? Anh ba, nếu không phải là anh sắp xếp thì tại sao công ty giải trí ngôi sao lại gửi thiệp mời đến cho em? Công ty giải trí ngôi sao? Tổng giám đốc Trương ông giải thích đi. Quả nhiên nằm không cũng trúng đạn mà. Tên khốn nạn nào nói Ảnh đế Lục vô cùng chiều chuộng em gái Lục Tiêu Tiêu chứ? Ảnh đế Lục, chuyện là thế này. Trước đây không phải tôi đã từng mời cậu tham dự hoạt động lần này? Không phải cậu cũng đã từ chối sao? Vậy nên tôi mới nghĩ nếu em gái cậu tham gia thì chắc chắn cậu cũng tham gia. Cái gì cơ? Tổng giám đốc Trương, lá gan của ông càng ngày càng lớn nhỉ? Vậy mà lại dám thay tôi làm chủ. Ảnh đế Lục, nhưng mà chúng tôi vẫn phải giải thích một chút. Chúng tôi chỉ đơn thuần là mời em gái cậu tham gia tiệc rượu. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không sắp xếp cô ấy làm bạn đồng hành nữ của cậu đâu. Cái gì cơ? Chúng ta đều bị Lục Tiêu Tiêu lừa rồi. Cô ta còn nói anh trai rất yêu chiều cô ta, xin cô ta làm bạn đồng hành nữ của mình nữa. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Ảnh đế Lục đâu có chiều cô ta như vậy đâu. Đúng là đáng ghét mà. Lời đồn này chẳng đáng tin chút nào cả. Tổng giám đốc Trương, lần sau ông phải rút kinh nghiệm đấy. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Còn nữa, còn một chuyện tôi phải đính chính lại cho ông. Cô ta đã không còn là em gái của tôi nữa rồi. Lần sau ông hãy chú ý một chút. Ảnh đế Lục nói như vậy không phải là đang từ chối nhận em gái Lục Tiêu Tiêu sao? Đáng đời, ai bảo mồm miệng cô ta chỉ biết nói dối. Hoàn toàn không xứng làm em gái của Ảnh đế Lục mà. Không thể nào anh ba. Anh đang đùa em đúng không? Trước đây rõ ràng anh rất nuông chiều em. Em không tin anh có thể thay đổi ngay lập tức như vậy. Anh ba, em xin anh đấy. Anh đừng đùa em như thế nữa. Em thật sự không chịu nổi đâu. Á? Ai rảnh mà đùa với cô? Cô không chịu được thì không chịu được thôi. Chỉ hạ, em đã thấy chưa? Anh chỉ mời em làm bạn đồng hành nữ mà thôi. Anh không hề mời người khác. Em đừng hiểu lầm anh. Chị Hạ, cô đúng là có thủ đoạn thật đấy. Bây giờ ngay cả anh ba của tôi cũng bị cô mê hoặc rồi. Im miệng, ai cho cô công kích chị Hạ? Anh ba, mặc dù anh không nhận em, nhưng em sẽ không cho phép anh bị chị Hạ làm mê muội đâu. Mọi chuyện không phải như những gì anh ấy. Bộ váy mà cô ta mặc trên người. Đúng vậy, chính là bộ váy này. Đây chính là do người đàn ông khác tặng đấy. Điều này nói lên điều gì chứ? Điều này có nghĩa là chị Hạ, tôi không có thua cô. Ngược lại cô mới là người thua. Điều này có nghĩa là ánh mắt của người đàn ông kia rất tốt. Chiếc váy này rất hợp với chị Hạ. Cái gì cơ? Không phải như vậy. Anh ba, tại sao anh lại không hiểu chứ? Bộ váy này đáng giá hàng chục triệu. Người đàn ông kia lại đồng ý mua nó cho cô ta. Điều này chỉ có thể là quan hệ giữa hai người không bình thường. Quan hệ không bình thường thì sao? Chị Hạ vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Có người tặng quà không phải rất bình thường sao? Không giống như người nào. Chỉ biết sử dụng thủ đoạn âm hiểm để lừa tiền và lừa quà. Anh ba, anh, Lục thiếu gia nói hay lắm. Rất giống với những gì tôi vừa nói. Không ngờ cậu ba nhà họ Lục lại giống tôi như vậy. Không không không, tôi làm gì giống với loại người công tử đào hoa như anh. Sao mà lại không giống được? Suy nghĩ về chuyện có người đàn ông khác tặng quà cho người đẹp này, tôi và anh đều giống nhau mà. Đều không để ý. Ai nói tôi không để ý?
Đương nhiên tôi rất để ý rồi. Anh ba cuối cùng anh cũng tỉnh ngộ rồi. Chị Hạ anh cũng chuẩn bị một phần quà cho em. Trời ơi, vậy mà lại là chiếc vòng cổ kia. Tôi biết chiếc vòng cổ này. Tôi đã từng thấy nó ở buổi đấu giá. Giá khởi điểm của nó là 20 triệu. Trời ơi, chiếc vòng cổ 20 triệu. Bộ váy lại hàng chục triệu. Tổng giá trị quà tặng mà chị Hạ này nhận. Bằng thù lao tôi đóng phim 10 năm. Cô ấy có phúc quá đi mất. Anh không kém hơn người đàn ông khác đâu. Không không, tôi không cần đâu. Em hãy cho anh chút thể diện đi. Nếu em không nhận anh sẽ rất mất mặt đó. Ừm. Tí nữa mình lại trả lại nó cho anh ấy vậy. Em gái. Cảm ơn em đã đồng ý nhận món quà đến muộn như thế này của anh. Đẹp lắm. Rất hợp với em. Mắt nhìn của anh cũng tốt nhỉ. Anh ba trước giờ anh chưa từng tặng món quà quý giá như thế này cho em. Bởi vì cô không xứng. Còn nữa đừng có gọi tôi là anh ba nữa. Cô đã không còn là em gái của tôi nữa rồi. Chị Hạ, chúng ta đi thôi. Lê thiếu gia, anh còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Cậu ba nhà họ Lục thật đúng là người đàn ông của năm. Tôi vô cùng nể phục. Hôm nay đúng là bị Lục Tiêu Tiêu hại thảm rồi. May mà ảnh đế Lục cũng không truy cứu. Nếu không chúng ta coi như xong. Chắc chắc Lục Tiêu Tiêu sẽ toi đời. Sợ rằng đến ngày mai, chuyện ảnh đế Lục không nhận cô ta sẽ lan truyền khắp thành phố. Cô ta xứng đáng nhận quả báo như vậy. Đáng đời. Đi thôi đi thôi. Chị Hạ lại là vì cô. Dựa vào đâu mà cô lại dám cướp đồ của tôi? Dựa vào đâu? Lục đại tiểu thư, xem ra chúng ta có cùng kẻ địch rồi. Cô là ai? Tôi là người có thể giúp Lục đại tiểu thư trả thù. Em đã thay quần áo rồi à? Ừm, mặc đồ của mình thoải mái hơn. Vừa rồi cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Anh không giúp em thì ai giúp em? Chiếc vòng này tôi trả lại cho anh. Đừng như vậy mà. Em nhận nó đi. Anh xin em đấy. Món đồ này quá quý giá rồi. Em thật sự không thể nhận mà anh ba. Xem ra em vẫn chưa tha thứ cho anh. Đợi đã. Em vừa gọi anh là gì? Chị Hạ, tôi đã nói với cô rồi. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để bảo vệ vị trí Lục đại tiểu thư. À, đúng là có chút đau. Nhưng mà không sao. Hãy đợi đấy đi chị Hạ. Cô sẽ đau hơn tôi thôi. À, chị Hạ, em vừa gọi anh là gì? Anh nghe không nhầm chứ? Anh không nghe rõ thì bỏ đi. Ơ kìa, anh nghe rõ rồi. Em đã gọi anh là anh ba. Cảm ơn em chị Hạ. Cảm ơn em. Đã thừa nhận anh ba là anh. Thôi được rồi. Anh hãy nhận lại chiếc vòng này đi. Em đã nhận anh ba rồi mà. Tại sao vẫn không nhận vòng cổ chứ? Có phải em vẫn chưa tha thứ cho anh đúng không? Cho dù là anh ba hay là anh út anh hai. Từ trước đến nay em đều không trách mọi người. Vậy nên không có cái gì là tha thứ hay không tha thứ. Em chỉ muốn sống cuộc sống của riêng em mà thôi. Chuyện này thì có liên quan gì tới việc nhận quà của anh đâu. Bởi vì nếu như em nhận món quà này, em sẽ thấy cuộc đời này không chân thật. Em sợ em nhận xong, em sẽ tỉnh mộng quay về hiện thực. Em gái, anh ba chúc mừng anh đã được chọn làm ảnh đế. Đây là quà em tặng cho anh. Cô tự làm sao? Vâng. Về sau không cần lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này nữa. Nhà họ Lục chúng tôi không thiếu chút tiền này của cô. Anh ba, cuối cùng anh cũng về rồi. Lần này anh có mang quà về cho em không? Đương nhiên là có rồi. Làm sao anh quên không mang quà về cho em gái được chứ? Em xem có thích không? Anh ba, anh tốt với em nhất. Em gái, anh xin lỗi. Anh ba hy vọng kiếp trước mới là một giấc mơ. Em gái, anh xin lỗi. Anh ba hy vọng kiếp trước mới là một giấc mơ. Anh hiểu rồi. Anh ba sẽ để em từ từ chấp nhận. Chiếc vòng này anh ba sẽ giữ nó cho em. Đợi đến lúc thích hợp, anh ba sẽ trả lại nó cho em. Ừm. Em gái, anh biết em muốn sống cuộc sống của em. Em không muốn quay về nhà họ Lục thì anh cũng không ép em. Nhưng mà chuyện của ông nội, em sẽ đến lễ mừng thọ của ông nội. Ý của anh là em hãy về nhà với ông nội đi. Ảnh đế Lục xảy ra chuyện lớn rồi.
em gái cậu đã cắt cổ tay tự sát. Cắt cổ tay tự sát, cô ta lại bắt đầu diễn kịch rồi đấy. Ông đi chơi với cô ta đi, đừng có nói với tôi, lần này là thật đấy. Chúng tôi đã tìm thấy cô ta hôn mê bất tỉnh trong phòng vệ sinh. Lục Tiêu Tiêu không phải người sẽ tự sát, cô ta sẽ không bao giờ để bản thân thua kém chuyện gì. Nếu như chỉ vì sự chú ý của anh ba mà cô ta tự sát, thì hoàn toàn không đáng. Thật hay giả vậy? Thật đấy, xem ra lần này cô ta ra tay với bản thân nặng thật đấy. Chỉ có điều cô ta sẽ không để bản thân mình chết đâu. Giải quyết mọi chuyện đi, đợi khi cô ta chết rồi thì ông nói với tôi cũng chưa muộn. Anh ba em cảm thấy anh vẫn nên đi xem thử đi, nếu không danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng xấu. Danh tiếng? Chị Hạ, em đang quan tâm anh sao? Anh mau đi đi. Được được, anh nghe em gái hết. Anh đi rồi sẽ về ngay thôi. Ra đây đi. Ồ, cô phát hiện ra chúng tôi rồi à? Đáng tiếc cô phát hiện thì cũng đã muộn rồi. Dương Dung cô đang cấu kết với Lục Tiêu Tiêu à? Ồ, cô không gọi một tiếng chị Dương nữa à? Quả nhiên bám được lên người ngôi sao nổi tiếng là bắt đầu thay đổi. Nhưng mà bây giờ cô không gọi, thì tí nữa cô cũng sẽ phải chủ động gọi thôi. Ồ, cô muốn làm gì với tôi? Tôi có muốn làm gì đâu. Không phải cô dựa vào khuôn mặt này để quyến rũ đàn ông sao? Tôi chẳng qua chỉ là muốn hủy đi gương mặt này của cô mà thôi. Chị Dương, thì ra chị muốn đối phó với người phụ nữ này. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà hủy đi gương mặt thì đáng tiếc biết bao nhiêu. Sao tự nhiên lại thương hoa tiếc ngọc rồi? Chị Dương quá lời rồi. Tôi làm gì phải người biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Ý của tôi là, sao chị không để anh em chúng tôi chơi cô ta cho chán trước đi, rồi sau đó mới hủy đi gương mặt này. Mấy người muốn chơi thì cũng được thôi, nhưng mà tiền thù lao sẽ phải giảm đi một nửa. Được thôi. Làm gì có chuyện ngủ với phụ nữ mà không phải trả tiền chứ, huống hồ gì còn là người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tôi trả thêm tiền cho cô còn được nữa là. Quả nhiên đàn ông đều giống nhau. Sao nào cô sợ không dám nói nữa rồi à? Không phải cô thích quyến rũ đàn ông sao? Tôi cho cô mấy người đàn ông để cô quyến rũ đấy, bây giờ cô phải vui mới phải chứ. Nhưng mà nể tình chúng ta là đồng nghiệp, tôi cũng không muốn chuyện này đi quá xa. Thế này đi chị Hạ, cô quỳ xuống dập đầu mấy cái cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ chỉ hủy đi một nửa khuôn mặt cô. Còn về việc hủy đi bên nào thì tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, bên phải hay là bên trái. Chị Hạ cô tự chọn đi. Hừ, tôi chẳng chọn bên nào hết. Chị Dương, cái con tiện nhân này, cô dám ra tay với tôi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không chỉ hủy đi gương mặt của cô, tôi sẽ lột sạch quần áo của cô rồi vứt hết ra ngoài đường nữa, để cho tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng hình ảnh cô khỏa thân. Mấy người còn ngây ra đó làm gì, mau ra tay cho tôi, hãy cho cô ta biết tay. Các anh em tí nữa chúng ta không được nương tay đâu nhé. Anh trai không ở đây em lại bị người khác bắt nạt rồi. Người đàn ông này là ai? Đẹp trai quá đi mất. Còn đẹp trai hơn cả ảnh đế Lục nữa. Anh là ai? Tôi cảnh cáo anh đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Anh trai, sao tự nhiên anh lại đến đây? Cô gái nhỏ thì đừng nghịch giao. Đi ra ngoài đợi tôi đi. Anh trai muốn làm gì thế? Anh trai dạy cho bọn họ một bài học, để bọn họ không còn tùy tiện đi bắt nạt người khác nữa. Được vậy, em không làm phiền anh trai nữa. Mấy người ngây ngốc ra đó làm gì? Mau chặn cô ta lại đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học nào. Dạy học cái đầu mày ấy. Mày muốn chết à? Ông đây sẽ thành toàn cho mày. Đại ca, kể cả đại ca có không đánh thắng mày thì mày cũng chỉ có một mình. Anh em cùng lên đi. Đánh chết hắn ta. Một mình Lê Mặc Diên cân cả đám xã hội đen, tên nào tên ấy đều bị anh đánh cho thảm hại. Tôi sai rồi. Anh tha cho tôi đi, tôi không dám vậy nữa đâu. Sợ rằng không được rồi. Tất cả đều phải học một bài học. Mũi của tôi. Hu hu. Ảnh đế Lục, bác sĩ nói vết thương của Lục Tiêu Tiêu không sâu lắm, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Vết thương không sâu cũng đúng thôi. Làm sao cô ta có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân được chứ? Cũng không biết cô ta lại muốn diễn vở kịch gì, còn tưởng rằng sẽ lừa được tôi nữa sao? Không hay rồi, chị Hạ. Chị Hạ. Chị Hạ,
Khi Lục Dịch Trạch quay lại thì thấy đám người nằm la liệt trên đất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Dương Dung, tại sao cô lại ở đây? Bọn họ là ai? Chỉ Hạ đâu? Cô giấu Chỉ Hạ ở đâu rồi? Tôi không biết gì hết. Chẳng nhẽ đã có người cứu Chỉ Hạ? Sau đó đưa em ấy đi bệnh viện rồi. Không, tôi không đi bệnh viện đâu. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Đi bệnh viện là để cứu cô đấy. Không phải cứu tôi đâu. Có người muốn giết tôi. Ở đây không an toàn. Ở kia không an toàn. Ở đâu cũng không an toàn. Tội tôi đáng muôn chết không thể tha thứ được. Tôi muốn tự thú. Hãy mang tôi đi đi. Gì tôi cũng nhận hết. Đúng. Hãy mau bắt tôi đi. Cả đời này cũng đừng thả ra nữa. Tôi cầu xin anh hãy bắt tôi đi. Nếu không tôi sẽ tự sát đấy. Tôi không muốn học bài học gì nữa đâu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Anh trai nhanh như vậy đã dạy cho bọn họ một bài học rồi à? Lâu rồi tôi không lên lớp cho ai, vậy nên có chút chậm chạp. Nếu đổi lại là trước đây còn có thể nhanh hơn. Có hiệu quả không? Hiệu quả rõ như ban ngày. Cả đời này bọn họ cũng không dám làm bậy nữa đâu. Cũng sẽ không bắt nạt người nào nữa. Đi thôi. Lê Mặc Diên, cuối cùng tôi cũng tìm thấy điểm yếu của anh rồi. Anh chắc chắn Chỉ Hạ đã lên xe của Lê Mặc Diên chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy mà, tuyệt đối sẽ không sai được đâu. Được, tôi biết rồi. Xem ra Lê Mặc Diên đã cứu em gái mình. Vậy mà một mình Lê Mặc Diên có thể giải quyết được mấy người Dương Dung kia. Thủ pháp quả thật quá đáng sợ. Xem ra không thể để em gái ở bên cạnh cậu ta được. Phải mau chóng đón em ấy về nhà thôi. Lục Dịch Trạch, anh làm chuyện gì sau lưng em vậy? Lão Tam, em lại phát điên gì thế? Em lại muốn đến đây vì Lục Tiêu Tiêu à? Lục Tiêu Tiêu, ai thèm quan tâm cô ta sống hay chết? Tại sao anh lại mang em gái đến tiệc rượu? Chứng cứ đâu? Nhìn này, thế mà vẫn bị người ta chụp lén được. Được đó, anh vẫn đang tiếc vì không có ảnh chụp chung nào với em gái đây. Em gửi bức ảnh này cho anh đi. Anh nghĩ hay nhỉ, mau trả lời em đi. Tại sao em gái lại xuất hiện ở tiệc rượu với anh? Hai, dĩ nhiên là do anh mời em ấy rồi. Tại sao anh mời em ấy lại đồng ý? Quá là bỉ ổi rồi. Không phải anh quá bỉ ổi, mà là em quá đần ấy. Anh mời là em gái đồng ý luôn sao? Đúng, chẳng vậy thì sao? Vậy chiếc vòng cổ kia là anh tặng cho con bé à? Chắc chắn rồi. Em gái còn không thèm nhận quà của em. À đúng rồi, em gái còn gọi anh là anh ba nữa, ha ha. Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng là em gặp em gái trước mà. Đây không phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu không thì tại sao anh lại là anh ba? Em lại là em út được? Không được, bây giờ em phải đi tìm em gái. Cho dù có phải quỳ xuống cũng phải để em gái tha thứ cho em. Thôi được rồi. Làm như thế là trị bệnh không trị tận gốc. Để em gái về nhà họ Lục mới là chuyện chính. Anh có cách gì không? Cũng không tính là cách. Chỉ có thể nói là cơ hội. Cơ hội đó chính là tiệc mừng thọ của ông nội. Cảm ơn anh trai. Hôm nay em nhận anh ba em rồi à? Ừm. Vậy em có định quay về nhà họ Lục không? Em không dám về. Không dám sao? Anh trai, trong đoạn ký ức của em có ký ức em quay về nhà họ Lục. Nhưng khi ấy ba anh trai không thích em. Ký ức vô cùng chân thật. Chân thật đến nỗi bây giờ em vẫn cảm thấy bọn họ không thích em. Tất cả đều là ảo giác trước khi em chết. Cẩn thận. Đoạn ký ức đó anh trai có xuất hiện không? Tôi không xuất hiện thì có nghĩa đoạn ký ức đó là giả. Bởi vì ở hiện thực, bất cứ lúc nào em cần thì anh trai cũng sẽ ở cạnh em. Cũng giống như bây giờ vậy. Anh trai, em nghỉ ngơi đi. Anh trai anh là Lê Mặc Diên đúng không? Em âm thầm điều tra anh trai đấy à? Hôm nay em gặp em trai anh ở tiệc rượu. Em gặp Cảnh Xuyên rồi à? Nó có nói xấu gì anh với em không? Không có, cậu ấy còn giúp đỡ em nữa. Lần sau anh trai gặp cậu ấy nhất định phải thay em cảm ơn người ta đấy. Cuối cùng nó cũng làm được một chuyện tốt. Lần sau gặp tôi nhất định sẽ khen thưởng nó.
em ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đến tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Lục. Ừm. Quả nhiên anh ấy là Lê Mặc Diên dìu dắt tập đoàn Lê Thị đi qua cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng mà anh ấy khác hẳn so với những lời đồn đại. Chẳng máu lạnh hay đáng sợ một chút nào cả. Trần Bình, cậu hãy giúp tôi chuẩn bị một bản hợp đồng. Tiêu Tiêu, con tỉnh lại rồi à? Tiêu Tiêu, con tỉnh rồi sao? Con đã hôn mê suốt một ngày trời đấy. Đứa trẻ ngốc này, tại sao con lại nghĩ dại dột thế chứ? Con dọa chết mẹ rồi, thế mà vẫn hôn mê suốt một ngày. Xem ra vết thương này cũng không nhẹ, nhưng mà tất cả đều xứng đáng. Sao cơ? À không sao đâu mẹ. Mẹ ơi, anh ba và anh út cả một ngày này đã đến thăm con chưa? Tiêu Tiêu, sức khỏe của con còn chưa hồi phục trở lại. Con đừng tức giận với hai tên không tim không phổi đó nữa. Con không tức giận. Bọn họ không đến con có thể hiểu được vì sao. Dù sao thì bọn họ cũng phải chăm sóc cho em gái ruột Chỉ Hạ của bọn họ nữa. Chăm sóc cho Chỉ Hạ. Chỉ Hạ bị làm sao? Không phải Chỉ Hạ bị. Mẹ, ý của mẹ là gì? Chỉ Hạ không ở bệnh viện sao? Mẹ, ý của mẹ là gì? Chỉ Hạ không ở bệnh viện sao? Chỉ Hạ ở bệnh viện. Tại sao mẹ chưa từng nghe thấy chuyện này vậy? Không thể nào không ở bệnh viện được. Chẳng nhẽ là phong tỏa tin tức. Vậy hôm nay không có tin tức lớn gì à mẹ? Con nói xem. Đúng thật là có đấy. Mẹ mau nói đi. Con nói xem có buồn cười hay không? Có một nhân viên nữ tên là Dương Dung ở công ty giải trí ngôi sao. Đã tự đi đầu thú. Đi cùng với cô ta còn có 4 tên lưu manh côn đồ nữa. Ha ha, cái gì cơ? Sao có thể như vậy được? Mẹ còn chưa kể hết đâu. Nghe nói 5 người đó đã cố gắng nhận tội về mình. Giống như không ngồi tù không được ấy. Con nói xem có buồn cười hay không? Ha 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 ha. Mẹ im miệng lại cho con. Tiêu Tiêu, con mệt rồi. Mẹ đi ra ngoài trước đi. Được được, vậy mẹ không làm phiền con nữa. Con hãy nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Lũ phế vật toàn bộ đều là lũ phế vật. Tiêu Tiêu. Anh trai không đi gặp ông nội với em sao? Sao nào? Em muốn dẫn anh trai đi gặp người lớn trong nhà à? Anh trai vẫn chưa chuẩn bị xong à? Đúng là anh trai vẫn chưa chuẩn bị tốt. Vậy được thôi, em đi vào trước đây. Tổng giám đốc Lê. Tổng giám đốc Lê quả nhiên là anh. Tôi là Lục Tiêu Tiêu của nhà họ Lục. Lần trước tôi từng đi với anh hay gặp anh. Anh còn nhớ tôi không? Lục Tiêu Tiêu. Đúng vậy, chính là tôi. Không nhớ. Không sao cả. Tổng giám đốc Lê có nhiều khách quý. Không nhớ mặt tôi cũng là chuyện bình thường. Hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội. Nếu anh không bận chuyện gì thì hãy tham gia bữa tiệc cùng tôi đi. Bận việc. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền Tổng giám đốc Lê nữa. Lê Mặc Diên chính là người đàn ông đứng đầu thành phố Vân. Nếu như anh ấy có thể tham gia tiệc mừng thọ của ông nội cùng với mình, thì địa vị Lục đại tiểu thư của mình ở nhà họ Lục sẽ càng vững chắc hơn, sẽ không còn ai có thể lay chuyển được nó nữa. Đáng tiếc, Tiêu Tiêu. Đây là quà mừng thọ mẹ chuẩn bị cho con. Tí nữa con hãy tặng cho ông nội, rồi bảo là quà của con mua. Con cảm ơn mẹ. Xin lỗi mẹ. Hôm qua con không phải cố ý nói với mẹ những lời kia đâu. Không cần nói xin lỗi với mẹ, làm sao mẹ có thể trách con được chứ? Vết thương của con còn chưa lành lại mà đã xuất viện rồi. Mẹ thương con lắm đấy này. Vết thương của con làm gì quan trọng bằng ông nội chứ? Tiêu Tiêu à, mẹ biết con là đứa có hiếu nhất, chắc chắn tí nữa ông nội sẽ cảm động lắm đấy. Ừm. Nếu không phải hôm nay anh hai sẽ trở về, còn lâu tôi mới tham gia tiệc mừng thọ của lão già chết tiệt đó. Chị Hạ, vận may của chị tốt thật đấy. Chị Hạ, cô bớt kiêu ngạo lại đi.
Cô đừng tưởng cô mê hoặc được dịch trạch với Vân Thanh rồi thì cô có thể chiếm đoạt vị trí lục đại tiểu thư của Tiêu Tiêu. Tôi nói cho cô biết, trong nhà này chỉ có lời nói của Nam Trầm và ông nội mới là quan trọng nhất. Bọn họ kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn sẽ không bị người như cô mê hoặc đâu. Cháu gái ơi, cháu gái của ông ơi, ba, cháu gái Tiêu Tiêu của ba ở đây này. Ông nội. Hạ hạ. Cuối cùng ông nội cũng gặp được con rồi. Em gái em còn đau không? Đau, anh không thể nhẹ hơn một chút à? Con uống chút nước đi. Con không muốn uống. Ông nội lần này ông không thể bao che cho cô ta được nữa. Cô ta đã đẩy Tiêu Tiêu từ trên tầng xuống đấy, không thể nào hừ. Ta tin Hạ Hạ tuyệt đối sẽ không phải kiểu người như vậy. Hừ, ta nói cho mấy người biết, chỉ cần ông già này còn sống trên đời một ngày nào thì mấy người đừng hòng nghĩ đến chuyện bắt nạt Hạ Hạ. Ông nội. Hạ Hạ, để ông nội ngắm nhìn con nào. Ông nội phải đi rồi. Ông nội, ông không được đi. Ông nội cũng không muốn đi. Nếu như ông đi thì con phải làm sao đây? Mười mấy năm nay con đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài. Sau khi về nhà thì ông nội cũng chẳng cho con được mấy ngày vui vẻ. Ông nội xin lỗi con. Ông nội. Ông nội, ông có khỏe không? Ông vẫn còn khỏe lắm. Gặp được con, ông nội vẫn có thể sống thêm mấy năm nữa. Hạ Hạ, chắc con chịu nhiều khổ cực ở bên ngoài lắm đúng không? Ông nội con ở bên ngoài rất tốt. Ông không cần lo cho con đâu. Ừm, ba, được rồi, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Vết thương của Tiêu Tiêu vẫn còn chưa tốt lên đâu. Bị thương sao không ở nhà nghỉ ngơi? Không cần phải đến tiệc mừng thọ của ông già này. Ba à, đây cũng là lòng hiếu thảo của Tiêu Tiêu mà. Được rồi, mọi người đều ngồi xuống hết đi. Hạ Hạ, con ngồi cạnh ông nội này, để ông nội ngắm nhìn con nào. Cái lão già thối tha chỉ biết đến máu mủ ruột thịt này, từ trước đến nay đều không cho mình vẻ mặt tốt. Nhưng mà không sao, mấy người không thích tôi thì sao? Chỉ cần anh hai vẫn yêu chiều tôi là vị trí lục đại tiểu thư của tôi sẽ vô cùng vững chắc. Tổng giám đốc Lê, mời anh xem, cậu đến muộn 3 phút 58 giây, tôi biết lỗi rồi thưa ông chủ. Tôi sẽ tự giác trừ lương 5 tháng. Không được phép có lần sau. Vâng. Tổng giám đốc Lê thay đổi rồi. Anh ấy đã dịu dàng hơn trước đây. Anh ba, con nói con đang làm việc ở công ty giải trí ngôi sao à? Việc gì mà phải khổ như thế? Con nghỉ việc đi. Để ba anh trai nuôi con. Ông nội nói đúng đó, về sau thu nhập của anh ba sẽ đưa hết cho em, phí luật sư của anh út cũng sẽ đưa hết cho em. Ông nội, con không cần ai phải nuôi con hết, tự con có thể nuôi được bản thân mình. Hơn nữa con tự mình làm việc sẽ thoải mái hơn. Được lắm, không hổ là cháu gái của ông. Có năng lực, Tiêu Tiêu không phải con có quà muốn biếu tặng ông nội sao? Con mau lấy ra tặng ông nội đi. À, ông nội, đây là quà con chuẩn bị cho ông. Chúc ông sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Cái này con biết ông thích chơi đồ cổ. Vậy nên con đã đặc biệt đi tìm ở nước ngoài. Hy vọng ông sẽ thích nó. Ba không biết đâu Tiêu Tiêu vì để chuẩn bị những món quà này cho ba mà tốn biết bao nhiêu công sức. Cho dù có bị hôn mê bất tỉnh con bé cũng không quên ba. Cứ một mực đòi tặng cho ông nội. Có lòng rồi. Ông nội thích là được ạ. Chị Hạ, chắc là cô cũng chuẩn bị quà cho ông nội nhỉ. Mau lấy ra tặng cho ông nội đi. Ông nội, đây là món quà con dành tặng ông. Đây là món quà con dành tặng ông. Chị Hạ, rốt cuộc đây là cái gì vậy? Không phải là cháo cô tự nấu chứ? Vậy mà thật sự là cháo. Chị Hạ, cô lại tặng một hộp cháo cho ông nội nhân dịp lễ mừng thọ à? Trong lòng cô còn có ông nội không vậy? Chị Hạ, cho dù chị không muốn tặng quà cho ông nội thì cũng không thể tặng cháo cho ông nội chứ? Ông nội thấy thế sẽ buồn biết bao nhiêu. Im miệng, ta thích món quà của Hạ Hạ nhất. Ta cũng thích ăn cháo nhất.
Hạ Hạ con múc một bát cháo ra cho ông nội đi. Vâng ạ. Ông nội ông thử xem có thích không? Chị Hạ, cô bớt huyên hoang lại đi. Cô vừa mới quay về nhà mà đã biết lão gia thích ăn gì. Lão gia không được ăn được một số thứ. Nếu như cô làm lão gia bị làm sao, thì cô có thể gánh được trách nhiệm này không? Đừng làm phiền ta ăn cháo. Ba à. Hạ Hạ cháo ngon lắm. Ông nội trước giờ chưa từng ăn món cháo nào hợp khẩu vị như vậy. Sao Hạ Hạ con lại hiểu ông nội như thế chứ? Cái gì cơ? Ông nội ông thích là được rồi. Về sau lúc nào ông muốn ăn con cũng có thể làm cho ông. Ông nội đây là món cháo mà kiếp trước ông thích ăn nhất. Bát cháo nhỏ này chính là món quà tuyệt nhất mà hôm nay ông nhận được. Cái lão già thối này. Ba à, món quà Tư Tiêu tặng ba trị giá những 2 triệu đấy. Chút cháo này của cô ta thì đáng giá bao nhiêu chứ? Cùng lắm là 100 tệ chứ mấy. Bình thường mấy món này còn không được phép có trên bàn ăn. Ba lại nói ba món cháo này là tốt nhất. Ai nói cứ đắt nhất là tốt nhất. Món quà mà hôm nay Hạ Hạ tặng vừa hay hợp khẩu vị của ta. Ta nói nó là món quà tốt thì nó là món quà tốt. Ba à, ba quá thiên vị rồi đấy. Tiêu Tiêu cũng là cháu gái của ba mà. Hình như tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ. Hình như tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ. Không phải anh ấy nói không đến sao? Lê Mặc Diên, tại sao cậu lại đến đây? Có phải Tổng Giám Đốc Lê đã đi nhầm phòng rồi không? Không nhầm đâu, không nhầm đâu. Là em mời Tổng Giám Đốc Lê đến đấy. Ông nội đây chính là chủ nhà họ Lê Mặc Diên. Con đã đặc biệt mời anh ấy đến đây tham gia tiệc mừng thọ của ông nội. Không ngờ mình chỉ mời chơi chơi, mà Lê Mặc Diên lại thật sự đến đây. Chẳng nhẽ anh ấy thật sự nhìn chúng mình sao? Nếu như thế mình phải nắm chặt cơ hội này để trở thành vợ của Lê Mặc Diên mới được. Tổng Giám Đốc Lê, Tiểu Lê, ông nội có thể gọi con là Lê Mặc Diên là được rồi. Con chỉ lớn hơn cháu gái ông có vài tuổi thôi. Cô ấy cũng gọi con là anh trai rồi. Sao lần này gặp mặt không gọi anh trai nữa vậy? Lê Mặc Diên để mình gọi anh ấy là anh trai rồi. Anh ấy thật sự thích mình sắp trở thành phu nhân nhà họ Lê rồi. Cái gì mà Lục đại tiểu thư chứ mình không cần nó nữa. Mặc Diên, chúng ta gọi tên thân mật với nhau là được rồi. Có cần phải gọi trước mặt mọi người không? Vậy cũng được thôi, em gọi đây nhé. Anh Mặc Diên. Sao bọn họ lại nhìn mình như vậy? Không phải đâu. Chắc chắn không phải đâu. Anh trai không phải nói với em chưa chuẩn bị sẵn sàng sao? Lê Mặc Diên vậy mà lại đến vì chị Hạ. Bọn họ đã quen biết nhau từ lâu. Chuyện này làm sao có thể được? Vừa nãy thì chưa sẵn sàng thật, còn bây giờ tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Tôi đã có thể gặp người lớn trong nhà. Gặp người lớn trong nhà? Lê Mặc Diên, tôi nói cho cậu biết đừng hòng có bất cứ ý nghĩ nào với em gái tôi. Lê Mặc Diên, tại sao cậu cứ bắt em ấy gọi mình là anh trai thế? Bọn tôi mới là anh trai của con bé. Mặc Diên, cậu thân quen với Hạ Hạ nhà tôi lắm à? Bây giờ cô ấy đang ở nhà tôi. Cái gì cơ? Chị Hạ rốt của cô ta đã dẫm phải vận cứt chó gì mà lại may như thế? Cái gì? Đang ở nhà của cậu? Hừ, hai thằng nhóc thối này. Không phải là nói đón Hạ Hạ về nhà sao? Con, hai con lại dám lừa ông. Ông nội ông đừng tức giận. Bọn con không muốn ông phải lo lắng. Hai người các con đúng là làm lão già này tức chết rồi. Ông nội bọn con sai rồi. Ông đừng tức giận, ông phải giữ gìn sức khỏe. Ông nội, ông đừng tức giận nữa mà. Con đừng nói đỡ cho hai thằng nhóc kia. Hai thằng anh ruột của con còn không tốt bằng một người ngoài. Ông còn phải cảm thấy mất mặt thay cho các con ấy. Lê Mặc Diên, cậu nói chuyện đi. Gặp người lớn như tôi làm gì? Khi tôi mới đi đến cửa đã nghe thấy có người nói, món quà mà em gái tôi tặng không đáng là gì. Vậy nên người làm anh trai như tôi sẽ bù đắp phần nào cho em ấy. Xin lão gia tử hãy nhận lấy nó. Cái gì vậy? Đây là hợp đồng hợp tác giữa nhà họ Lê và nhà họ Lục. Tổng số tiền đầu tư của hạng mục này là 50 tỷ. Hả? Cái gì cơ? Lê Mặc Diên vậy mà lại bỏ ra 50 tỷ cho chị Hạ. 50 tỷ, Mặc Diên. Tất cả tài sản của nhà họ Lục chúng tôi còn không quá 100 tỷ. Cậu vừa ra tay đã tặng cho chúng tôi một nửa nhà họ Lục. Cậu hào phóng thật đấy. Nhưng món quà này quá lớn rồi. Ông già này không thể nhận được. 50 tỷ rất lớn đối với nhà họ Lục chúng ta. Nhưng đối với nhà họ Lê chẳng là gì cả. Nếu như Tổng Giám Đốc Lê đã có thành ý như vậy, thì chúng ta hãy nhận lấy đi. Nhận cái gì mà nhận? Nhận phần quà này rồi thì khác gì bán em gái đi đâu.
Bán cái gì mà bán? Tổng giám đốc Lê người ta đang đưa quà đính hôn đến cho nhà họ Lục. Mà kể cả có bán thì đã sao chứ? Cô ta có thể đáng giá 50 tỷ còn nên vui ấy chứ. Bà, thôi đủ rồi. Tổng giám đốc Lê, xin cậu hãy nhận lại phần hợp đồng này đi. Lão gia tử đừng lo. Đây là quà mà người anh trai như tôi tặng cho em gái. Tôi không có ý gì khác. Nếu như lão gia tử để ý, cũng có thể coi như chị Hạ đang biếu ông quà. Ba nghe thấy chưa? Đây là chút lòng thành của tổng giám đốc Lê người ta. Ba mau nhận lấy nó đi, dù như thế nào cũng không được nhận. Ba, hay là thế này đi. Nếu như lão gia tử cảm thấy món quà này quá có giá trị, vậy thì tôi sẽ nhận lại cái gì đấy từ ông. Cậu muốn gì? Tôi muốn chị Hạ trở thành một trong bốn người thừa kế của nhà học Lục mấy người. Bốn người thừa kế. Vân Thanh, Dịch Trạch, Nam Trầm và cả chị Hạ. Vậy thì Tiêu Tiêu thì sao? Anh trai anh không cần em nữa à? Anh trai anh không cần em nữa à? Làm sao có thể chứ? Anh trai chỉ muốn em quay về nhà họ Lục mà thôi. Vậy chính là không cần em nữa rồi. Không phải anh trai nói với em rồi sao? Bất cứ khi nào em cần anh trai cũng sẽ luôn có mặt ở bên cạnh em. Nhưng mà, ba đừng đồng ý với cậu ta. Tiêu Tiêu cũng là cháu gái của ba mà. Người thừa kế làm sao có thể thiếu Tiêu Tiêu được? Chúng ta không cần phần quà này nữa. Tại sao lại không cần nữa? Đây chính là chút thành ý của tổng giám đốc Lê đấy. Không sai, 50 tỷ đối với nhà học Lục chúng ta mà nói rất lớn. Nhưng đối với nhà họ Lê thì chẳng là cái gì cả. Dịch Trạch, không phải vừa rồi con nhận quà cũng giống như đang bán em gái sao? Con đang muốn bán Tiêu Tiêu đi à? Hay không phải bà cũng nói rồi à? Bán thì có làm sao? Lục Tiêu Tiêu có thể đáng giá 50 tỷ. Cô ta nên hạnh phúc mới phải. Con, mẹ đừng nói nữa. Người thừa kế có con hay không đều không sao cả. Tiêu Tiêu sao lại không sao chứ? Con cũng là người nhà họ Lục mà. Con phải được thừa kế chứ. Con không quan tâm đến chuyện thừa kế. Chỉ cần con vẫn là Lục đại tiểu thư, ngày ngày được ở bên anh hai, anh ba, anh út là con đã mãn nguyện rồi. Tiêu Tiêu, nhưng mà chuyện thừa kế lớn như vậy có nên đợi anh hai về rồi nói không? Dù sao thì bây giờ nhà họ Lục cũng là do anh hai làm chủ. Đúng vậy, đúng vậy. Đợi khi nào Nam Trầm quay về, mấy người có thông đồng bắt nạt tôi thì đã sao? Chỉ cần có anh hai ở bên cạnh tôi, quyền thừa kế của nhà họ Lục chắc chắn sẽ có phần của tôi. Chúng ta hãy đợi anh hai về quyết định đi. Ba, dù chuyện gấp thế nào chúng ta cũng cần đợi Nam Trầm trở về rồi hãy nói. Không thể để người ngoài nói thế nào thì là thế ấy được. Nói hay lắm. Chuyện của nhà họ Lục tôi không đến lượt người ngoài can dự. Nam Trầm. Nói hay lắm. Chuyện của nhà họ Lục tôi không đến lượt người ngoài can dự. Anh hai anh về rồi à? Quả nhiên anh hai sẽ đứng về phía mình. Chị Hạ xem người ta sẽ làm gì cô đi. Chỉ cần tôi có anh hai ở cạnh, cô sẽ không đấu lại với tôi đâu. Tổng giám đốc Lê, gần đây công việc của tập đoàn Lê thị không bận sao, mà cậu còn rảnh rỗi đến mức chen tay vào chuyện nhà học Lục chúng tôi. Tổng giám đốc Lục lo xa rồi. Người làm anh trai như tôi chỉ là đang thay em gái tặng quà cho ông nội thôi. Em gái của Lục Nam Trầm tôi không cần người khác tặng quà hộ. Cái gì cũng sẽ không thiếu. Anh hai em không muốn quà gì hết. Đối với em, anh hai có thể bình an trở về đã là món quà lớn nhất đối với em. Hai em gái đương nhiên không thể thiếu quà của ai. Món quà đầu tiên là tôi tặng cho chị Hạ. Giấy tờ sao? Có phải anh hai đang muốn đuổi chị Hạ ra khỏi nhà không? Nam Trầm, hôm nay ông không cần biết con làm gì. Con đều phải nhớ chị Hạ là em gái ruột của con. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, chị Hạ sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục. Tài sản trị giá hàng trăm tỷ của nhà họ Lục, toàn bộ đều do chị Hạ thừa kế. Cái gì cơ? Tôi đúng là lo xa rồi. Anh hai, chuyện này. Cái gì chị Hạ là người thừa kế duy nhất? Vậy thì Tiêu Tiêu phải làm sao? Tôi không đồng ý. Tôi làm cái gì còn phải cần bà đồng ý sao? Ba, Nam Trầm làm như vậy ba không quan tâm sao? Bây giờ nhà họ Lục là do Nam Trầm làm chủ. Chuyện trong nhà đương nhiên là do nó quyết định. Ta đã già rồi, không muốn quan tâm những chuyện này. Ba à.
mẹ anh hai làm như vậy chắc hẳn có lý do riêng của anh ấy. Anh hai, em chỉ là con gái. Có thừa kế hay không không quan trọng. Chỉ là ngay cả anh ba và anh út cũng không có quyền thừa kế. Cứ như vậy không ổn lắm thì phải. Hai người bọn em có ý kiến gì không? Không có không có. Hoàn toàn đồng ý hai tay hai chân. Kể cả anh hai không nói, em cũng sẽ đưa hết toàn bộ tiền của em cho em gái. Các anh, nếu như không ai có ý kiến gì, vậy chuyện này, em không đồng ý. Anh hai em không muốn làm người thừa kế của nhà họ Lục. Em gái, em vẫn chưa tha thứ cho bọn anh sao? Em gái em hãy cho bọn anh cơ hội để chuộc lỗi đi, không trở thành người thừa kế cũng được. Anh hai, dù sao giấy tờ cũng xong hết cả rồi. Tài sản hàng trăm tỷ đã là của em. Nếu em không muốn thừa kế vậy thì em muốn làm gì tùy em. Em tặng nó đi cũng được. Không hổ là anh hai. Nếu không sao có thể là anh hai chứ. Không thể nào. Rõ ràng anh hai chưa từng gặp chị Hạ. Tại sao anh ấy cũng bị chị Hạ mê hoặc rồi. Còn tặng cho chị Hạ hàng trăm tỷ nữa. Đợi đã. Chị Hạ. Chị cứ nhận lấy đi. Mấy năm nay chị đã chịu nhiều khổ cực ở bên ngoài rồi. Bây giờ cũng nên được hưởng phúc. Anh hai quà của chị Hạ đã có rồi. Vậy thì quà của em thì sao? Mình biết rồi. Chắc chắn là anh hai chuẩn bị món quà còn tốt hơn cho mình. Chắc chắn là như vậy. Đương nhiên không thể thiếu được quà của cô. Tôi đã chuẩn bị giấy xác nhận chuyển hộ khẩu cho cô rồi. Giấy xác nhận chuyển hộ khẩu? Hả? Anh hai, ý của anh là gì? Đồ đâu rồi? Đây chính là báo cáo. Đây chính là ảnh chụp. Chúng tôi đã tìm thấy ba mẹ ruột của cô. Đây chính là kết quả giám định huyết thống. Đây chính là ảnh chụp của bọn họ. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô về với ba mẹ ruột của cô. Từ nay về sau nhà họ Lục chúng tôi sẽ không liên quan gì đến cô nữa. Đương nhiên cái tên Lục Tiêu Tiêu này cô cũng đừng dùng nữa. Nhưng mà cô cũng có thể đổi lại thành tên thật của mình. Lý Thúy Lan. Cái gì cơ? Con muốn đưa Tiêu Tiêu đi sao? Không được. Tiêu Tiêu đã ở nhà họ Lục chúng ta mười mấy năm nay rồi. Mẹ đã coi con bé như con gái ruột. Mẹ tuyệt đối không đồng ý. Viên Mai ba tôi đã mất rất nhiều năm rồi. Bà không có con với ông ấy. Vậy nên tôi cũng đã tìm một căn nhà cho bà. Ngày mai bà có thể xem thử. Nếu cảm thấy được thì có thể chuyển nhà. Con cũng muốn đuổi mẹ đi sao? Không không. Anh hai, em là Lục Tiêu Tiêu. Em không phải Lý Thúy Lan. Nếu anh muốn đưa em đi thì thà anh giết chết em còn hơn. Lý Thúy Lan, nếu như không phải tôi muốn giữ ấn tượng tốt trước mặt chị Hạ thì cô sớm đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Hạ Hạ, bao giờ con rảnh rỗi thì hãy đến đây chơi với ông nội. Vâng vâng ông nội. Đến lúc đó con sẽ nấu cháo cho ông ăn. Được, chúng ta đi thôi ông nội. Hạ Hạ, chúng ta về nhà đi. Cho em ấy một chút thời gian đi. Lê Mặc Diên, ngày mai cậu hãy đưa em gái tôi về nhà họ Lục. Chúng ta đi thôi. Ừm. Cả một đường về nhà em cũng không nói gì. Em giận rồi à? Anh trai chúng ta đăng ký kết hôn đi. Tiêu Tiêu, thằng bé chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Nói không chừng sáng mai nó sẽ thay đổi quyết định. Anh ta là loại người như thế nào tôi còn không biết sao. Một khi đã đưa ra quyết định làm gì có chuyện dễ dàng đổi ý. Muốn để anh ta thay đổi quyết định. Trừ khi... Tiêu Tiêu còn bị làm sao vậy? Mẹ con không muốn rời xa mẹ. Con đã coi mẹ là mẹ ruột từ lâu rồi. Mẹ cũng đã coi con là con gái ruột từ lâu. Thế nên mẹ chắc chắn sẽ giúp con mà. Có đúng không mẹ? Mẹ phải giúp con như thế nào? Anh trai chúng ta đăng ký kết hôn đi. Đăng ký kết hôn. Em muốn gả cho anh trai rồi à? Tại sao lại muốn vậy? Bởi vì có như vậy em sẽ được ở cùng với anh trai. Không phải anh nhất kiến trung tình với em sao? Chắc chắn anh cũng muốn cưới em đúng không? Anh trai đúng là muốn cưới em. Nhưng mà không phải bây giờ. Tại sao chứ? Em đã đủ 20 tuổi rồi. Bởi vì đăng ký kết hôn cần có chứng nhận hộ khẩu. Mà hộ khẩu có đang ở chỗ em không? À, hộ khẩu của em đã bị anh hai chuyển đến nhà họ Lục rồi.
Vậy nên chúng ta hãy đợi hôm khác đi. Anh trai, bây giờ em sẽ đi lấy ngay. Anh đợi em một chút, em lập tức sẽ quay về. Đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi. Trần Bình. Tổng Giám đốc Lê. Hãy gọi Cảnh Xuyên đến gặp tôi. Vâng thưa ông chủ. Anh hai, anh ba, anh út. Em đã pha trà cho các anh. Cô lại muốn giở trò gì nữa? Không phải cô đã hạ thuốc rồi chứ? Anh ba, anh út, tại sao hai người lại nghĩ em như vậy? Em chỉ nghĩ là ngày mai em phải đi rồi. Em muốn bên cạnh mọi người thêm một lúc nữa. Vậy thì cứ ở đó đi. Chuyện thừa thãi khác thì không cần thiết. Được rồi, anh em các con cứ ngồi xuống đây nói chuyện đi. Mẹ đi pha một ấm trà khác cho các con. Mẹ đi giúp con với. Không cần đâu. Tôi nói rồi. Không cần làm những chuyện thừa thãi. Được rồi, để mẹ đi cho. Sau khi uống ấm trà do Viên Mai pha, cả ba anh em đều lăn ra bất tỉnh nhân sự. Anh ba. Anh út. Anh út. Mẹ con cảm ơn mẹ. Tỉnh rồi à? Cái con khốn này. Là bà. Vậy mà bà lại giúp cô ta hại chúng tôi. Từ sau khi bà đi theo ba tôi, kể cả ba tôi đã không còn, thì nhà họ Lục chúng tôi cũng không bạc đãi bà. Bà lại lấy oán báo ơn với chúng tôi. Xem ra tôi vẫn quá mềm lòng rồi. Anh mà mềm lòng. Tôi đã ở nhà họ Lục mười mấy năm nay. Ngày nào tôi cũng làm các người vui. Để tình cảm anh trai em gái làm chỗ dựa cho tôi. Mấy người các anh không cảm ơn tôi thì thôi đi. Vừa tìm được em gái ruột đã vứt bỏ tôi không thương tiếc. Vứt tôi về lại cái vùng nông thôn nghèo khó lạc hậu kia. Anh nói cho tôi xem. Anh mềm lòng ở đâu? Vậy nên cô đang muốn báo thù sao? Báo thù? Sao mà như thế được? Tôi không giống như mấy người. Tôi rất trọng tình nghĩa. Tôi chỉ muốn thương lượng một chuyện với mấy người mà thôi. Nếu mấy người đã tìm lại được em gái ruột, vậy thì tôi sẽ không cố chấp ở đây nữa. Mấy người sẽ cho tôi đi. Rất hợp lý. Nhưng mà tôi đã ở nhà họ Lục mười mấy năm nay. Không có công cũng có lao. Tôi muốn đòi hỏi một chút đền bù từ mấy người cũng rất hợp lý đúng không? Hãy ký vào bản hợp đồng này. Tôi sẽ thả mấy người ra. Cô nghĩ cô xứng không? Chị Hạ còn đáng giá 50 tỷ. Tại sao tôi lại không đáng? Mau ký đi. Nếu không mấy người đừng trách tôi không khách khí. Toàn bộ tiền của nhà họ Lục đều là của chị Hạ. Cô đừng hòng mơ có một đồng. Anh muốn chết à? Anh muốn chết à? Anh hai, Tiêu Tiêu, không hổ là anh hai. Như vậy mà cũng không sợ. Tôi cũng sẽ không ký. Vân Thanh, ai nói anh ký đâu? Chỉ cần một người ký là đủ rồi. Anh hai, nếu anh không ký, anh ta sẽ không được sống nữa đâu. Có gì thì hướng vào tôi này. Không sao đâu anh hai. Cứ để cô ta hướng vào em đi. Chỗ tiền kia phải để lại cho em gái. Không được để cho người khác. Đời kiếp này được em gái tha thứ là em đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu như em ấy có thể ở trước mắt em gọi một tiếng anh út thì càng mãn nguyện hơn. Lý Thúy Lan có giỏi thì hướng vào tôi đây này. Dù sao chị Hạ cũng đã gọi tôi là anh trai rồi. Tôi không còn gì luyến tiếc nữa. Vân Thanh, dịch trạch cũng được. Vậy thì kiếp sau chúng ta lại là anh em. Ha ha, hay hay hay. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu Tiêu. Không phải chúng ta đã nói chỉ dọa mấy đứa nó thôi sao? Nếu như con thật sự giết người, con sẽ không quay đầu được nữa đâu. Con mau đi đi. Mẹ sẽ gánh tội thay cho con. Tiêu Tiêu, tại sao con lại? Bởi vì tôi chỉ muốn 50 tỷ kia.
Tôi không muốn quay đầu. Tiêu Tiêu con không được tiếp tục sai nữa. Bà mà cũng xứng khuyên bảo tôi. Bà thật sự coi bà là mẹ ruột của tôi rồi à? Anh hai, ký hay không ký hay là suy nghĩ thêm? Được vậy tôi sẽ quyết định giúp anh. Dừng tay lại. Chị Hạ, cô không được làm tổn thương đến anh út của tôi. Em gái, chị Hạ, em gái. Em mau buông tay ra, nguy hiểm lắm. Chị Hạ, cái con tiện nhân này, hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện tốt của tao. Nếu như mày đã ở đây, vậy thì tao cũng sẽ giết chết mày. Em mau buông tay ra. Á? Em gái, em đừng đuổi theo nữa. Hãy cởi trói cho bọn anh trước đi. Bảo em buông tay tại sao em còn không nghe lời? Đời này của em hình như chưa từng nghe lời anh út. Lần sau em nhất định sẽ nghe anh. Cuối cùng cũng được nghe em gọi anh là anh út rồi. Được rồi, được rồi. Hai người đi ra ngoài băng bó vết thương đi. Anh hai, bà ta vẫn còn sống. Mau chóng cứu người. Đồng thời cũng phong tỏa toàn bộ lối ra vào trong thành phố Vân. Lập tức truy nã Lý Thúy Lan. Bất kể còn sống hay đã chết. Cô ta ở gần đây thôi. Mau chia ra tìm đi. Ở đâu cũng có người đang tìm kiếm mình. Mình chạy không nổi. Phải làm sao bây giờ? Mình không muốn chết. Ai đó hãy cứu mình đi. Lục đại tiểu thư, hình như bây giờ cô đang rất cần sự giúp đỡ. Là anh. Anh trai anh tìm em à? Tại sao lại đến muộn như vậy? Tối cả em uống cả đêm. Vậy nên hôm nay em ngủ say bí tỉ. Anh hai, anh tìm em có việc gì vậy? Đây là vé máy bay cho ngày mai. Ngày mai cậu sẽ đi ra nước ngoài. Anh cho em ra nước ngoài làm gì? Để cậu đi không bao giờ về nữa. Cái gì cơ? Anh hai, chuyện này là sao? Có cần tôi phải nói không? Anh nói đi. Làm sao em biết em làm sai chuyện gì nếu anh không nói cho em? Anh muốn như thế nào? Được. Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. Cái chết của ba không phải là chuyện ngoài ý muốn. Ý của anh là gì? Không phải ba bị tai nạn chết sao? Không phải chuyện ngoài ý muốn thì là gì? Bệnh viện. Bây giờ cậu hãy ở đây. Có chuyện gì mà không nói rõ ràng? Cuối cùng cũng được ngủ rồi. Cậu hãy ở lại với Cảnh Xuyên, tôi sẽ tự lái xe đến đó. Vâng thưa Tổng Giám đốc Lê. Bà Viên đã được cấp cứu kịp thời. Vết thương của Lục thiếu gia cũng đã được khâu lại. Sau này sẽ dần dần hồi phục. Bác sĩ vất vả rồi. Tôi xin phép. Em gái, sau này em đừng như vậy nữa. Bọn anh thà chết chứ không muốn em phải rơi vào nguy hiểm để cứu bọn anh. Anh hai, em là em gái của các anh. Em gái. Bọn anh đã nợ em quá nhiều rồi. Được rồi anh hai. Em biết rồi. Lần sau em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. Vậy anh sẽ đưa em về trước. Chúng ta đi thôi. Còn đau không? Em gái, anh trai. Hai tiếng gọi anh trai này làm mình ghen tị thật đó. Có đau không? Không đau. Anh trai cẩn thận. Em gái.
Anh trai cẩn thận. Cẩn thận. Chắc chắn không phải em gái. Chắc chắn bọn họ đã nhận nhầm người. Em gái em tỉnh lại đi em gái. Anh còn chưa cho em cuộc sống tốt đẹp mà. Anh hai sai rồi em gái. Anh trai, chẳng trách mình đã yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh trai, anh đừng bỏ em mà anh trai. Đừng sợ, rất nhanh em sẽ gặp lại anh trai thôi. Đợi anh. Anh trai. Anh trai, phải làm sao bây giờ? Mình không muốn chết. Ai đó cứu mình với. Hình như Lục đại tiểu thư đang rất cần sự giúp đỡ nhỉ? Là anh, tôi có thể giúp cô tiếp tục sống. Chỉ cần cô giúp tôi một chuyện. Ha 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 ha. Lê Mặc Diên đã chết rồi. Lê Cảnh Xuyên sẽ là người đứng đầu nhà họ Lê. Từ nay về sau sẽ không có ai có thể động vào tôi được nữa. Ha ha ha. Lý Thúy Lan. Mau gọi xe cứu thương. Anh trai, alo tổng giám đốc Lê bị làm sao cơ? Tai nạn xe. Tôi lập tức đến ngay. Anh hai ơi là anh hai, anh đề phòng tôi lâu như vậy, cuối cùng lại thua bởi một người phụ nữ, cuối cùng cũng đã lộ bộ mặt thật. Con người mà, một khi đã có điểm yếu, thì chắc chắn sẽ bị đánh bại. Từ nay về sau nhà họ Lê sẽ nằm dưới quyền của tôi rồi, anh cứ ngoan ngoãn đi tìm ba đi, một tuần sau. Rất nhanh em sẽ gặp lại anh trai thôi, đợi tôi. Anh trai anh hứa với em rồi đấy. Chỉ cần em muốn thì anh sẽ đi đến bên cạnh em. Bây giờ em muốn đăng ký kết hôn với anh. Em đếm từ 1 đến 5. Anh nhất định phải đi ra ngoài đó. 1 2 3 4 5 Sao thế, không muốn đăng ký kết hôn với anh trai nữa à? Anh trai. Anh trai trai.